Bữa mình là slide này đúng không? À, giải thích hết một số cái rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đây. Ở đây chẳng qua là hai cái slide này ha. Chẳng qua là giải thích về cái những cái gì mà được nói ở cái cơ sở lý thuyết ở trên này thôi chứ không có cái gì mới đâu. Nhưng mà mình đưa cái một số cái công thức toán học, một số cái định lý vào ha. Để mình giải thích cho nó logic thôi chứ không có gì hết trơn á. Thì đây chúng ta thấy ha. Đây thuốc và thụ thể nó sẽ tương tác với nhau ha. À, xem như đây là một chất, đây là một chất đi. À, nó sẽ tương tác với nhau thì để nó tạo ra một chất mới đi, ví dụ như vậy ha. Đấy, thì cái quá trình tương tác để tạo ra một cái chất mới như thế này á, là một cái sự phức hợp gắn kết giữa thuốc và thụ thể đó. Không? À, thì nó là một cái quá trình thuận nghịch ha, thì cái này là chúng ta đã hiểu lý do tại sao rồi ha. Đấy, thì chắc chắn là nó sẽ có một cái gọi là cái hệ số tốc độ phản ứng giữa hai chất đúng không? Cái này là cái này cái em học hóa hay gì rồi chúng ta biết rồi, hoặc là học vật lý rồi hồi hồi nhỏ đó đúng không? Biết rồi đó. Đó, thì bây giờ người ta chỉ việc đưa áp dụng vào cái định giống như là định luật tác động khối lượng thôi, hai này tác động với nhau thì nó sẽ tạo ra một thằng mới, thì theo cái vận tốc như thế này, ta lấy cái tỷ lệ này thì người ta ra được cái tỷ ra cái phương trình này rồi. Thì hai thằng này tỷ lệ với nhau thì có nghĩa là một thằng tăng thì một thằng giảm, cho nên nó sẽ là một cái hằng số đúng không? Đó, đó. Vậy thôi, thì về mặt triết lý người ta đặt cái KD đây là một cái hằng số. À, cái hằng số của thuốc thôi chứ cũng không có gì mà đặc biệt lắm đâu. Đó thì biến đổi chút xíu ha, cả D nó sẽ bằng là anh này nhân anh này chia cho anh này, à, đem xuống đây thôi. Đó, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ lý giải một chút xíu về vấn đề này. Anh này có nghĩa là gì? À, có nghĩa là lượng thuốc đúng không? Anh này có nghĩa là lượng thuốc, anh này có nghĩa là lượng thụ thể đúng không? À, đúng không? Anh này có nghĩa là lượng thuốc đi, anh này là lượng thụ thể. Còn anh này chính là cái gì? Cái lượng mà thuốc đã gắn kết với thụ thể, vậy thôi. Đúng không? Đấy. Hình dung như vậy. Ha. Đó. Đó. Thì người ta đưa ra một công thức như thế này. Cái này từ từ nữa ha, ở phía sau mình còn căn cái nữa, mình lấy cái kết luận của nó thôi chứ mình không có chứng minh chi cho nó mệt hết. Đó. Rồi tiếp tục, chúng ta có một cái nữa, đó chính là cái gì đây? À, chúng ta lý luận thôi, này là R0, đó là cái này hôm bữa tôi cũng đã nói với các em rồi đó. Thì tổng lượng thụ thể của một cái hệ nào đó thì xem như nó là một hằng số đúng không? Tại một thời điểm nào đó xem như nó hằng số chứ gì nữa, đúng không? Mình đừng có tính vô mấy cái chết cha rồi, bị gì vậy? Mình đừng có tính vô mấy cái mà giống như hôm bữa có mấy bạn hỏi vô đó là à xài thuốc một thời gian sao rồi, rồi nó có sản sinh ra thụ thể hay không hay là gì đó, cái đó mình đừng tính vô. Mình xem như là mình khảo sát ngay tại một thời điểm nào đó ha, chứ mình đừng có nói về lâu về dài, chứ mình nói vô đủ thứ hết là hồi mình rối luôn, mình chả biết đâu với đâu luôn đó. Ok, như vậy thì chúng ta thấy là xem như một hệ thống thụ thể, sau là số lượng thụ thể của một cái hệ nào đó đi, thì đó là một hằng số, nó đâu có tăng được, nó lên lên được đúng không? Cho nên đó là nó sẽ bằng đúng với lại cái lượng thuốc, xin lỗi, lượng thụ thể đã gắn với thuốc và lượng thụ thể còn tự do, còn còn chưa gắn thuốc, ý là vậy ha. À, xem như là vậy. Rồi từ đó mình suy diễn ra một cái công thức tiếp theo dựa vô cái ở trên, DR bằng cái nãy đó, DR bằng nè ha. Đấy. À, thì chúng ta sẽ có R0 bằng gì đó, vân vân ha. Rồi từ 2 và 3 ở trên đó thì mình sẽ ra được một cái anh này. Không. Đấy, mình ra được một cái anh này. Thì cái anh này nó chính là cái gì đây? À, mình xem như là lượng thuốc đã gắn kết với lại thụ thể và đây là tổng lượng thụ thể ha, tỷ lệ, thì nó sẽ là một cái tương ứng với một cái tỷ số giữa nồng độ thuốc trên nồng độ thuốc cộng với là một cái hằng số nào đó đúng không? Hằng số này là K2 chia K1 gì nãy chúng ta thấy đó ha. Rồi bây giờ từ ở 4 này mình gọi là suy diễn tiếp theo cái nghĩa khác.
chứ mình đừng có nghĩ hiểu theo cái nghĩa công thức nữa. Công thức thì nó khô khan quá đúng không? Mình hiểu theo cái nghĩa khác chút xíu. Ví dụ như ở đây là D nhân R, sau đó D R có nghĩa là gì? Gọi là tổng lượng, mình gọi là tổng lượng mà thụ thể đã gắn kết với thuốc, ví dụ như vậy, không? Thì mình xem như đó chính là cái đáp ứng do cái thuốc gây ra đúng không? Đáp ứng do thuốc gây ra đúng không? Chúng ta đã quy ước với nhau là thuốc gắn kết với thụ thể thì hoạt hóa thụ thể thì nó sẽ đáp ứng, cho nên là đây chính là cái đáp ứng của thuốc đúng không? Còn cái R0 này là cái gì? R0 là tổng lượng thụ thể. Vậy thì ta giả sử thôi, ta giả sử thôi. Đó. Thì nếu như mà tổng lượng thụ thể này được gắn kết hết hoàn toàn bởi thuốc thì nó chính là cái đáp ứng tối đa. Đấy. Là đáp ứng tối đa. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ hình dung là đáp ứng của thuốc sẽ tỷ lệ với cái đáp ứng tối đa của nó theo cái công thức này. Đó, thì nhìn từ đây qua đây chúng ta thấy là gì? Từ đây qua đây chúng ta thấy là cái gì? Tỷ lệ với gì đây? Tỷ lệ thuận với gì? Đáp ứng, tỷ lệ thuận với lại cái nồng độ thuốc. Đó, thấy không? Hôm trước mình nói là cái đáp ứng, còn nhớ cái đường cong này không? Cái đường cong tôi có để nào đó, nhớ cái đường cong này không? Đó. Thì tại sao nó có cái đường cong này thì thực tế là người ta chứng minh ở trên này thôi chứ không có gì, chưa không có gì mới mẻ cả ha. Đó có nghĩa là nồng độ thuốc càng tăng nè. Hôm trước là chúng ta nhớ tôi có đặt câu hỏi thì có một số bạn trả lời theo theo cái hướng là chúng ta lý luận theo cái về mặt sinh lý đúng không? Chúng ta lý luận về mặt sinh lý, còn giờ là chúng ta chứng minh bằng toán học để mình hiểu rõ hơn thôi, cũng chả có gì cả ha. Thì chắc chắn là phải vậy rồi. Đấy thì chúng ta thấy là nồng độ càng tăng đi, có nghĩa là nồng độ thuốc càng tăng thì đáp ứng sẽ càng càng tăng theo đúng không? Nhưng mà nếu như mà nồng độ tăng càng nhiều đúng không? Tăng quá nhiều so với KD có nghĩa là thuốc nè nó lớn hơn nhiều so với KD thì xem như là thuốc cộng KD này nó là bằng bằng nồng độ thuốc thôi. Thì lúc đó nó tiến tới cái gì? Tiến tới một đúng không? Cái tỷ này là tỷ số này nó tiến tới một. Tiến tới một có nghĩa là gì đó, là một cái constant, có nghĩa là thằng này nó tiến tới thằng này rồi đúng không, đáp ứng nó tiến tới đáp ứng tối đa thì nó chính là cái nỗi này đó, hình dung không? Các em muốn thấy nào đó đấy, nồng độ tăng nè, dù như KD nằm đây ha, đó KD nằm đây, thường KD người ta xác định là 50% ha, đấy KD nằm nằm đây đi đó, thì nồng độ mà nó tăng lên chút thì nó cũng tăng ha, lại tăng tăng nhưng mà tăng lên tới đây á, thì cái nồng độ này nó lớn hơn rất nhiều so với KD thì cái này nó tiến tới đáp ứng tối đa đúng không, này tiến tới đáp ứng tối đa đó. Hay là biểu hiện trên cái này đó chính là cái gì, cái tỷ số này tiến tới một nè, tỷ số này tiến tới một ha, này tiến tới này, ok đó. Cái này chẳng qua là để giải thích trên về mặt toán học để chúng ta hình dung cái vấn đề thôi chứ không có gì mà mới hết nha. Hôm trước là chúng ta lý luận về mặt sinh lý luôn này nọ ha. Đấy, thì giờ chúng ta nói về cái này. Rồi tiếp tục chúng ta nói về cái vấn đề tiếp theo đó là một số cái mình gọi là gì ta, một số cái khái niệm ha, một số cái khái niệm. Bây giờ chúng ta có khái niệm là tiềm lực EC50, EC50. Tiềm lực EC50, E có nghĩa là effective. C là concentration, có nghĩa là nồng độ có hiệu lực 50%, ý là dài. Nhưng mà mình hiểu nó là gì? Tiềm lực, thường người ta gọi là tiềm lực. Các em hiểu EC50 cũng được, mình nói EC50 cũng được, mình không cần phải dịch ra tiềm lực cũng được. Miễn sao mình hiểu thôi à. Đấy. Thì đó chính là gì? Đó là cái nồng độ thuốc mà nó có thể cho được 50% đáp ứng tối đa, 50% đáp ứng tối đa, ở nồng độ đó nó cho được 50% cái đáp ứng tối đa, gọi là tiềm lực. Ở cái hướng ứng dụng của cái tiềm lực này đó chính là cái gì? Hướng ứng dụng của cái tiềm lực này đó chính là cái việc mà người ta có thể lựa chọn một cái thuốc nào đó mà với có thể là cái liều nó thấp hơn so với một cái thuốc và có cái tiềm lực cao, ví dụ như vậy. Hay nói ngược lại đi ha, là những cái thuốc nào mà nó có cái tiềm lực càng cao đi, đấy, những thuốc nào có tiềm lực càng cao, thì sao?
thì cái liều dùng của nó chúng ta có thể dự đoán là nó sẽ sao bạn, cũng cao theo đúng không? Đó. Vậy thì á, giữa hai thuốc mà có cái liều dùng khác nhau thì cái thuốc nào nó có cái liều dùng thấp hơn thì chắc chắn nó sẽ có, nó là thuốc có tiềm lực cao hơn. À, đấy. Dễ hình dung thôi, không? Thật ra cái chỉ số mà IC 50 này là cái chỉ số mà dùng người ta nghiên cứu phát triển thuốc thôi. Người ta nghiên cứu và phát triển thuốc và người ta công bố. À, chúng ta học về dược lý thì chúng ta nắm về cái này. Để ví dụ như có một số thuốc, ví dụ như nó là một thuốc mới đi, khi mà người ta công bố cái profile của cái thuốc đó, đó thì khi mà chúng ta đọc thì chúng ta cũng có thể hiểu được ý người ta bạn muốn nói cái gì ha. Hiệu lực Emax vậy đó, là có nghĩa là con xem như là đáp ứng tối đa ha. Rồi ED 50, ED 50, TD 50, LD 50 vân vân. Thì cái ED 50 này á, nó chính là cái gì? Chữ D này là dose, dosage có nghĩa là liều dùng đúng không? Dose có nghĩa là liều dùng mà có hiệu lực nha, liều dùng mà có hiệu lực. Trong đó là có hiệu lực thể hiện trên 50% dân số có đáp ứng. Cái này người ta cũng nói chung là tất cả những cái thông số này là những cái thông số mà nghiên cứu phát triển thuốc thôi. Chứ không phải là cái thông số mà người ta dùng dùng trong lâm sàng đâu, cái này không phải thông số dùng trong lâm sàng đâu nha. Mà là những cái thông số người ta nghiên cứu để phát triển thuốc, và từ cái việc mà phát triển thuốc đó, từ cái việc mà phát triển đó, đó thì người ta sẽ chuyển đổi sang cái liều dùng đưa ra một cái dân số cụ thể ha. Đó, ví dụ như chúng ta nói là tại sao cái paracetamol, mà dân số mình xài là 500 mg, liều thông thường là 500 mg, ví dụ như vậy ha. Đấy. Rồi. Đương nhiên là nó cũng có một cái nữa là ED 90 đồ này nọ nữa ha, tùy tùy cái mục đích mà người ta sử dụng cái số liệu thôi. ED 90 là cũng cũng tương tự như này thôi, nhưng mà cái này thay bằng con số 90, có nghĩa là ở cái liều đó thì mình cho thấy là tới 90% dân số có thấy cái đáp ứng ha, 90% dân số có thể có đáp ứng. Đương nhiên 10% còn lại là có thể là đáp ứng thấp hơn hoặc là không có đáp ứng gì đó ha. Cái này không không đảm bảo 100% là dùng một cái liều thuốc mà chúng ta thấy là 100% dân số có đáp ứng đâu, nó còn liên quan rất là nhiều những cái yếu tố khác nữa mà chút nữa vào trong cái phần vận động đó, thì tôi sẽ giải thích một số cái vấn đề đó cho các bạn ha. Đấy. Rồi ED 99 mùa này nọ nó ôi thôi đủ thứ hết ha. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là TD 50, TD 50 đó là gọi là liều độc ha, liều độc toxic, liều độc mà ở cái liều đó cho thấy là 50% dân số có biểu hiện độc tính ha. Đó. Này nãy giải thích ở trên có bao nhiêu phần trăm dân số thì các bạn nắm rồi đó. LD 50 đó là gì? Lethal dose có nghĩa là liều gây chết 50% dân số. Đương nhiên là cái này là tôi nhắc lại một lần nữa, đây tất cả những cái thông số này là thông số trong người ta nghiên cứu phát triển thuốc ha, nghiên cứu phát triển thuốc. Dân số ở đây á, trong nghiên cứu phát triển thuốc mà nghiên cứu về tác dụng dược lý thì dân số ở đây chính là dân số nói tới thú vật thử nghiệm thôi, chứ không phải là đưa ra cho con người sử dụng rồi chúng ta ước đoán là 50% dân số chết cũng có nha. Đấy. Dân số này là dân số nghiên cứu nha. Đấy. Nhưng mà phải nó phải có LD 50, nó phải có TD 50, ED 50 thì lúc này nó mới có thể dự đoán được cái liều sử dụng mà gọi là hiệu quả mà ít độc đúng không? Ha. Thì đó chính là cái gì? Đó chính là cái này. Đó chính là chỉ số trị liệu. Chỉ số trị liệu. Chỉ số trị liệu hay mình người ta thường lấy là cái mức này với cái mức này, cái khoảng từ đây tới đây nè thì gọi là cái cửa sổ trị liệu ha. Còn nếu như lấy cái tỷ số này thì gọi là chỉ số trị liệu thôi, chứ không có gì hết, nó cùng một cái ý nghĩa với nhau thôi. Đây là cái đây gọi là cửa sổ trị liệu nè ha. Tôi đẩy cái hình đi đâu.
đây gọi là cửa sổ trị liệu, từ đây tới đây gọi là cửa sổ trị liệu. Thì chúng ta hiểu cái này như thế nào? Thì bây giờ chúng ta thấy có một cái đường màu xanh xanh như thế này ha, thấy nó đường màu xanh xanh như thế này, à cái đồ thị chứ, đồ thị màu xanh xanh như thế này. Thì cái đồ thị màu xanh xanh như thế này là thể hiện cái gì? Thể hiện cái tác động của thuốc, hay là gọi là thông thường thì người ta không có đo lường tác động được đâu, khó đo lường tác động lắm. Cho nên là người ta sẽ sử dụng cái gọi là đo lường qua trung gian cái nồng độ thuốc á các bạn, ha, CP á nha. Test effect ghi thì ghi này không đúng đâu nha. Chính xác nó phải là CP, CP có nghĩa là nồng độ thuốc trong huyết tương á, ha, nồng độ thuốc trong huyết tương đấy. Chính xác là như vậy nha. Thì có nghĩa là nồng độ thuốc nè, nó thay đổi theo thời gian ha, có nghĩa là nồng độ thuốc thay đổi theo thời gian nè. Ví dụ như từ lúc mà đầu tiên chúng ta uống á, đầu tiên chúng ta uống một viên thuốc đi, thí dụ này, cái đường này là đường đường của thuốc uống nha. Đấy. Chúng ta uống thuốc ha. À, thì bắt đầu là hấp thu dần 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 tăng lên, à, tăng lên, à, tăng lên đó, hấp thu từ từ đó, tăng lên tới đây có nghĩa là tại thời điểm này là thời điểm mình xem như là cái hấp thu đã hết, đúng không? Hấp thu đã hết rồi, nó không tăng được nữa. Đấy. Ha. Đấy, hấp thu đã hết rồi, sau này cái sườn ở phía bên này á, là cái sườn mà thể hiện cái quá trình đào thải thuốc ra nhiều hơn, à, quá trình đào thải thuốc. À, thấy không? Đấy. Được chưa? Đó vậy thì á, khi mà thuốc nó tăng lên như thế này và giảm như thế này rồi giảm sâu nữa vân vân. Vậy thì cái thời điểm nào là cái thời điểm chúng ta thấy là thuốc nó sẽ có tác dụng? Thì ở đây chúng ta phải dựa vào cái gọi là cái ED50 nè ha, thì người ta tương đương với một cái liều, xin lỗi, tương đương với một cái nồng độ nào đó, đúng không? À, tương đương với một cái nồng độ nào đó. Ví dụ như nồng độ nó nằm ở đây theo cái hình đi đó. Thì chúng ta sẽ thấy là từ lúc uống là T0 nằm đây à, cho tới T1 là nằm đây đó. Thì sao, thì ở cái T1 này bắt đầu thuốc này mới bắt đầu có hiệu lực, đúng không? Bắt đầu có hiệu lực là bởi vì sao? Là bởi vì lúc này nồng độ thuốc mới đủ cho một cái đáp ứng mà chúng ta có thể thấy được đó ha. Gọi là onset of effect, có nghĩa là khởi phát tác dụng, thấy không? Khởi phát tác dụng. Đó thì bắt đầu là nồng độ thuốc tăng dần nữa, thì bắt đầu nó sao? Nó vẫn có tác dụng thôi chứ cái gì đâu, nó tăng dần dần tiếp tục cho tác dụng, tiếp tục cho. Nhưng mà tới khi mà sao? Tới khi nó đạt một cái đỉnh nè. Tới khi nó đạt cái đỉnh này thì mình gọi nó là gì? Peak effect, có nghĩa là sao? Tác động mạnh nhất của nó ở cái thời điểm này, mình giống xuống đây mình gọi là T-max, có nghĩa là thời điểm này, thời điểm sẽ cho cái tác động mà mạnh nhất. Ha, hay hay bên này chúng ta nói là ở thời điểm này nó đạt được cái Cmax, có nghĩa là nồng độ tối đa trong huyết tương. Đây. Rồi sau đó nó sẽ giảm xuống, giảm xuống, nó đào thải nhiều hơn mà giảm xuống. Tới thời điểm này được xem như là gì? Thời điểm này được xem như là thời điểm mà thuốc hết hiệu lực. Thời điểm này được xem như thời điểm thuốc hết hiệu lực. Là bởi vì sau đây nó bắt đầu là nồng độ thuốc nó giảm xuống dưới cái mức mà tối thiểu cho hiệu lực, đúng không? Thì như vậy từ khoảng này tới khoảng này chính là cái gì? Từ khoảng này tới khoảng này chính là cái gì? Là thời gian cho tác dụng của thuốc. Đấy. Tại sao chúng ta cũng hiểu biết cái này? Chắc chắn rồi, phải biết cái này rồi để làm chi? Để trong trường hợp chúng ta muốn duy trì một cái tác động của thuốc. Ví dụ như đơn giản, ví dụ chúng ta thấy là gì đi? Ở đây là T0 là 0 giờ ha, ở đây là 30 phút nè. Ở đây là 8 giờ ví dụ vậy đi. Rồi ở đây là 9, 10 giờ, 24 giờ gì đó vân vân với sau, thì đồng nghĩa là chúng ta uống từ từ 0 giờ chúng ta tới 30 phút sau mới có tác dụng, và nó kéo dài cho tới 8 giờ, có nghĩa là trong trong 7 tiếng 30 phút ví dụ như vậy ha. Đấy. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là nếu như trong trường hợp mà chúng ta muốn kéo dài cái tác dụng của thuốc trong 24 giờ thì chúng ta phải làm sao? Chắc chắn là chúng ta sẽ phải dùng một cái liều nào đó tiếp theo, đúng không? Nhưng mà dùng liều đó tiếp theo ở chỗ nào? Tại thời điểm này mình uống được không? Tại thời điểm này mình uống được không? Tùy, đúng không? Tại thời điểm này nếu như chúng ta uống thì cũng có thể được ha, cũng có thể được. Nhưng mà thông thường thì người ta không để sát mí người ta uống đâu, người ta sẽ căng trong cái khoảng này. À, nó có công thức tính, nhưng mà cái công thức đó thì ở trong cái nội dung này mình không có đề cập tới.
thì đi ở mức cơ bản thôi, mà chúng ta không có đi sâu vào cái tính toán những cái liệu đó. Cái đó thuộc phạm vi của bên nghiên cứu về vật lý rồi, chúng ta là lâm sàng thì chúng ta sẽ ứng dụng sử dụng mà thôi à. Đấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu nha, phải hiểu được chưa à, à. Ví dụ như mình uống bắt đầu một cái liều mới từ đây nè đó, thì bắt đầu nó tăng lên thì nó sẽ cộng gộp với cái này, thì lúc đó nồng độ nó sẽ nằm trên này ha, đó tăng lên đó, cho nên là tổng gọi là cái nồng độ trung bình đó, nó sẽ luôn luôn nằm trong cái khoảng này, nồng độ trung bình luôn luôn nằm trong khoảng này à. Đấy đó. Thì cái đây là gọi là cái mức tối thiểu để cho cái tác dụng, còn ở trên đây chính là cái mức tối đa mà chưa có thể hiện độc tính ha, cái mức tối đa chưa thể hiện độc tính à. Nếu như vượt qua mức này thì chắc chắn là độc tính nó sẽ xuất hiện ha. Đấy, thì cái khoảng này mình gọi nó là cửa sổ trị liệu đó ha, cửa sổ trị liệu. Hay là nếu như mà người ta muốn hình dung ra một cái thuốc mà nó có cái độ an toàn cao hay là thấp đó, thì người ta sẽ sử dụng cái chỉ số trị liệu này, nghĩa là chỉ một con số thôi. Ví dụ như là mình lấy TD50 mình chia cho ED50 thì nó sẽ ra một con số, đúng không? Nó sẽ ra một con số. Đấy. Ví dụ như là con số này mà nó gọi là giống như là nó gần gần tới một, gần gần tới một có nghĩa là anh này rất gần với anh này. Đó thì xem như đó là cái đó là gọi là gì ta? Đó là gọi là thuốc có cái giới hạn trị liệu hẹp, hay mình gọi là thuốc đó có giới hạn an toàn thấp, đúng không? Tại vì chỉ cần nè dùng cái liều cao hơn, nhỉnh hơn chút xíu thôi là coi chừng nhảy lên độc tính, ý là vậy. Còn nếu như mà cái chỉ số này nè nó cao, nó lớn hơn một nhiều, thì có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là cái độc tính của cái thuốc đó, hay là mình nói là cái giới hạn an toàn của thuốc đó nó rộng ha, hay hiểu một cách đơn giản là thuốc đó nó an toàn khi sử dụng hơn so với cái thuốc mà có chỉ số trị liệu nó gần bằng một ha, nó tiến tới một, ví dụ như vậy đó. Ví dụ như chúng ta có paracetamol đi à, cái liều chúng ta thường hay dùng là 500 mg, nhưng mà cái liều mà nó có thể là gọi là độc tính có thể xảy ra, ví dụ như vậy, với đa số dân số thông thường nha, độc tính nó có thể xảy ra thì nó vào khoảng, ví dụ như đối với một người bình thường chức năng gan không có gì hết, thì dù chúng ta có khoảng 3 tới 4 gram gì đó, đúng không? Đó, mình lấy 4 gram đi, mình lấy 4 gram là tương đương với là 4.000 mg. Đó thì 4.000 mg mình chia cho 500 mg thì mình sẽ ra được cái con số nó lớn hơn một rồi. Hình dung không? À, con số nó lớn hơn một rồi. Đó, ví dụ như vậy thì xem như là paracetamol nó tương đối là nó an toàn hơn rất nhiều. À, ha. Còn ví dụ như theophylline thì nồng độ của nó trong khoảng cái liều dùng đó, của nó thì thấp thôi ha. Thì cái nồng độ thuốc mà nó yêu cầu trong khoảng khoảng 10 cho tới 20 mg trên một ml thôi ha. Thì như vậy nó chỉ có gọi là gì ta, nó chỉ có nó chỉ có gọi là gì ta nó chỉ có khoảng 10 mg trên 1 ml, cho nên cái khoảng nó rất là nhỏ, cho nên đó là một trong những thuốc mà có chỉ số trị liệu hẹp đó. À, đấy. Chỉ cần mà lố liều liều dùng mình lố chút xíu thì có thể dẫn đến cái độc tính thể hiện. Ok ha. Đấy, câu hỏi này như là bữa cũng đã có hỏi các bạn rồi đó ha. Đây, hai câu hỏi này ha, câu này như là đã giải quyết rồi nè, đúng không? Hai câu này thì các bạn về các bạn tự tìm hiểu ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một cái nội dung thứ hai. Đó, đi tiếp một nội dung thứ hai nữa đó. Mà chúng ta lần này có thể là chúng ta sẽ kết thúc trễ hơn so với cái buổi hôm trước. Buổi hôm trước thì mình nói hơi nhiều.
thành ra nó hơi bị lố lố giờ một tí, hơi bị lố giờ một tí. Anh đợi tôi xíu nha. Bởi chúng ta tiếp tục là cái phần nội dung về dược động học ha. Bởi mình nói về dược lực rồi đó ha. Nói về dược lực rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi tới phần động học. Mày to ra không? Phần dược động thì chúng ta sẽ đề cập tới một số cái lý cũng khá khá đó. À, chúng ta nên có một số cái nào ví dụ chúng ta quên thì chúng ta có thể xem lại ha, xem lại. Tại vì nó liên quan tới cái cơ thể mình đáp ứng như thế nào khi mà thuốc xuất hiện mà. Rồi. Rồi đầu tiên chúng ta nói về cái chỗ này ha, chỗ này đó là chính là cái cấu tạo màng ha, cấu tạo màng tế bào là một nè, đây là cấu tạo màng tế bào nè ha. Hai là cái gọi là cái quy ước về cái mặt cái gọi là cái mặt giáp của màng tế bào với lại cái lòng mạch đó, ha. Thì chúng ta nhớ hai cái điểm đó thôi, nhớ lại hai điểm đó thôi. Ví dụ như trên cái màng tế bào nè ha, trên màng tế bào chúng ta sẽ có gì được cấu tạo bởi gì đây nè, nhớ không, cấu tạo của màng tế bào đó, cái này tôi học đi và sinh lý rồi chứ không có gì mới đâu nha, cái nào mới thì tôi sẽ giải thích, chứ còn nào cũ cũ giải thích làm chi, đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy là đây một cái cấu tạo lipid đúng không? Phosphor lipid kẹp. À, thì trên này nó sẽ có những cái gì? Nó sẽ có những cái gọi là những cái protein trên màng tế bào đúng không? Protein này chính là những cái thông thường là những cái protein ví dụ như là những thụ thể đúng không? Hoặc là những kênh những cái kênh để thuốc đi vào tế bào đấy ha. Đấy. Tiếng gì nó còn dữ vậy, cái tôi tạm thời tôi disable mic của tất cả các bạn nha, công lâu lâu có một người mở mic lên ồn quá đấy ha. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ thấy là gì, một cái tế bào nè, một cái tế bào nè, thuốc mà muốn đi vào mạch máu đúng không, thuốc mà muốn đi vào mạch máu hấp thu mà, hay là từ mạch máu nè người ta đi vào trong tế bào, ngược lại ha. Ví dụ đây là tế bào ruột, rồi ở đây là cái khoang ruột đúng không, cái khoang ruột đó, từ cái khoang ruột này lòng ruột đó ha, nó sẽ đi qua cái tế bào niêm mạc ruột và đi vào trong mạch máu ha. Rồi thuốc của nó cũng có thể từ mạch máu này nó đi vào trong các cơ quan đúng không, cũng là đi qua những cái tế bào mà bao quanh cái mạch máu thôi ha.
thì cái cơ chế nó cũng tương tự nhau nha. Đó. Cho nên là cái cơ bản là như thế này thôi ha. Rồi thì cái mạch gọi là cái mạch mà không giáp với lại cái mạch máu thì người ta gọi nó là cái apical side ha, cái phía đó. Còn cái mạch mà nó giáp với lại cái mạch máu thì gọi là basolateral side vậy thôi ha. Cái này thì mình nhớ cái tên để chẳng qua là chút nữa mình đi vào trong cái gọi là cái gì ta, cái hấp thu phân bố gì đó ha, thì chúng ta không có bị rối ở cái chỗ đó ha. Rồi bây giờ ta tiếp tục ha. Sự vận chuyển qua màng của một cái chất nào đó trong cơ thể chúng ta thì nó có nhiều cái cơ chế lắm, nó có nhiều cái cơ chế khác nhau lắm ha. Mình học sinh lý thì tùm lum tùm la hết, nhưng mà ở đây tôi chỉ ghi ngắn gọn lại. Cái nào liên quan tới thuốc thì mình mới nói, chứ còn nói luôn nhiều quá thì nó rối cho các bạn. Thì đối với thuốc á, thì cái việc mà vận chuyển thuốc qua màng tế bào á, ha, sự vận chuyển thuốc qua màng tế bào thì nó sẽ thường với hai cái cơ chế này các bạn, thường với hai cái cơ chế này, hai cơ chế này, đây, khuếch tán thụ động và cái vận chuyển nhờ chất mang. Khuếch tán thụ động là tuân theo cái gọi là gì đó, chênh lệch gradient nồng độ này nọ đó, đúng không? Đấy, ha. Còn vận chuyển nhờ chất mang thì nó mang cái tính chất chủ động nhiều hơn, đúng không? Mang tính chất chủ động nhiều hơn. Đấy. Mà mình hình dung đó là thuốc nó được xem như là một cái mình gọi nó là gì ta? Một cái chất ngoại lai ha, một chất ngoại lai, cho nên là cái việc mà khuếch tán thụ động á thì cái cơ chế này nè, khuếch tán một cái thụ động đó, vào trong cơ thể, vào trong cái tế bào của mình đó, thì nó sẽ ít hơn so với là cái việc vận chuyển nhờ những cái chất mang ha. Việc vận chuyển nhờ những cái chất mang có nghĩa là qua những cái kênh rồi những cái protein vận chuyển này nọ đó ha. Khuếch tán thụ động thì cũng có thể qua những cái kênh nữa, những cái kênh ví dụ như những cái kênh về gì đó, điều hòa cái sự chênh lệch nồng độ ion này nọ đó ha, cũng có. Nhưng mà thường là nó sẽ theo một cái chất mang đặc trưng hơn ha, chứ không phải là chỉ theo cái gradient nồng độ không. Rồi thì cái khuếch tán thụ động này ha, đấy là cái người ta có thể nói như thế này. Đây là cái định luật Fick thôi, nhưng mà thật ra thì ghi ghi nó khủng khiếp như thế này, nhưng mà các em chỉ cần nhớ cái cuối cùng này à, cần nhớ cái này ở chỗ này thôi. Đây. Nhớ cái chỗ này thì chẳng ra qua định luật Fick thì người ta ghi tùm lum tùm la, trong đó có B, trong đó có S, trong đó có C, đúng không? B thì chẳng qua là gì, là cái tính thấm ha, cái tính thấm qua cái màng đó như thế nào, qua một cái màng sinh học đó như thế nào ha. Đấy rồi cái S đó là diện tích ha, diện tích to của cái màng mà hấp thu qua đó, SA nè, diện tích đó là to hay là nhỏ, đúng không? Đấy, nó tỷ lệ với cái lượng thuốc mà đi qua khuếch tán qua cái màng đó theo cái thời gian, đúng không? Đấy, theo sự chênh lệch nồng độ đó. Rồi cái C này có nghĩa là cái nồng độ thuốc hay gọi là cái sự chênh lệch nồng độ thuốc ở hai cái bên màng tế bào, đúng không? Đấy, gom lại chút xíu nữa thì chúng ta thấy là đối với một cái màng tế bào thì cái tính chất của nó gần, nó cũng sẽ gần gần giống với nhau ha. Ví dụ như mình nói về ruột thì cái độ tính thấm của hầu hết các tế bào ruột là như nhau ha, hay là diện tích của một cái tế bào ruột thì nó cũng gần gần giống như nhau, cho nên là xem như là hai này mình gom lại với nhau thì mình ra một cái K ha. Có nghĩa là không thay đổi, mà không thay đổi ha, mình gom lại thành một cái hằng số K nào đó thôi. Chỉ có cái thay đổi đó chính là nồng độ thuốc, đúng không? Có nghĩa là chúng ta uống thuốc với nồng độ cao hơn hay là thấp hơn, liều cao hơn hay liều thấp hơn, thì như vậy nhìn cái công thức cuối cùng này chúng ta sẽ thấy được là gì?
cái sự khuếch tán thụ động này, cái cơ chế khuếch tán thụ động này nó sẽ phụ thuộc vào cái gì đấy? Đầu tiên là nó sẽ phụ thuộc vào cái k này ở đây có nghĩa là gì? Cái k này ở đây có nghĩa là phụ thuộc vào cái cơ quan, đúng không? Cái cơ quan mà nó khuếch tán vào đó là một. Cái thứ hai là nó phụ thuộc vào cái nồng độ mà tập trung, cái nồng độ thuốc mà tập trung tại cơ quan đó, đúng không? Đấy. Chỉ đơn giản vậy thôi chứ mình không cần phải quá phức tạp như là cái định luật phích nãy đấy ha. Đấy. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là lượng thuốc được hấp thu theo thời gian như thế này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cơ quan đó, đặc điểm của cái cơ quan đó, các tế bào của cơ quan đó. Ví dụ như là ruột thì nó như nhau nè ha, nhưng mà ruột thì nó hấp thu tốt hơn so với những cái nơi khác, cái nơi hấp thu khó hơn qua màng, ví dụ như là tế bào tinh hoàn hay là mạch máu não vân vân đấy ha, thì cái ca nó sẽ khác nhau tùy vào những cái cơ quan. Còn nồng độ thuốc thì chúng ta cũng biết rồi, nồng độ thuốc thì nồng độ thuốc càng cao, có nghĩa là dùng thuốc càng cao thì khả năng khuếch tán vào trong các tế bào nó càng cao thôi chứ có gì đâu, thấy không? Rồi. Mấy cái này thì thôi qua nhanh nhanh nha, qua nó nhanh nhanh chút nha. Dạ dày có diện tích là khoảng 1 mét vuông đi. Rồi anh ruột thì tổng hết thì anh có 200 mét vuông. Thì nhìn vô cái diện tích này so vào cái công thức ở trên là thấy anh ruột này chính là gì đây? Cái anh này chính là cái anh hấp thu thuốc chủ đạo, đúng không? Trên cái ống tiêu hóa của mình chứ còn cái gì nữa. Dạ dày thì nó không phải là chỉ có diện tích nhỏ mà nó còn có nhiều yếu tố khác cản trở sự hấp thu nữa nha các em. Nhưng mà mình chỉ nói tới cái diện tích trước cái đó. Thứ hai là cái tính thấm, đúng không? Cái tính thấm hồi nãy tôi cũng đã nói rồi đó, tính thấm thì nó phụ thuộc vào cái nhiều yếu tố ha. Ví dụ như là cái loại thuốc đó có thấm qua được cái màng đó hay không, là một. Thứ hai nữa là cái gì, cái sự phân cực hay là kém phân cực của thuốc, của cái dạng thuốc đó. Ví dụ như là cái thuốc đó nó ở một cái dạng base, dạng 3 giờ đó ha, hay là ở dạng muối đó ha, ví dụ như vậy, thì cái khả năng thấm của một cái thuốc đó nó cũng sẽ khác nhau ha. Rồi kích thước phân tử, cái này mình nói về cái thuốc thôi chứ mình không có nói về cái tế bào nha. Đương nhiên là phải phụ thuộc vào đặc tính của từng tế bào nữa, từng loại tế bào nữa. Kích thước phân tử, ví dụ như kích thước phân tử này thì thông thường các thuốc của chúng ta nó có cái kích thước phân tử là nó lớn hơn so với cái khoảng mà mình gọi nó là cái khoảng giang bào á ha. Thông thường nó sẽ lớn hơn, nhưng mà có một số cái phân tử thuốc nó rất là nhỏ, nó nhỏ hơn cái khoảng giang bào, thì như vậy á, những cái thuốc kiểu đó đó thì nó có thể khuếch tán được nhiều hơn ha, khuếch tán được nhiều hơn qua cái tế bào nhiều hơn. Còn những cái thuốc mà nó to hơn á, nó không có đi theo cái con đường khuếch tán qua những cái khoảng giang bào, thì nó phải đi qua con đường khác, thì như vậy khả năng đi vào trong tế bào của nó có thể nó thấp hơn à, đấy vân vân. Đương nhiên là cái khoảng giang bào nó cũng phải phụ thuộc vào từng loại cơ quan nữa. Ví dụ như cái khoảng giang bào ở cái anh ruột thì nó sẽ thưa hơn à, nhưng mà ở não thì nó lại hẹp hơn, thí dụ như vậy đó à, đấy. Đó là phụ thuộc vào cái cơ quan mà thuốc khuếch tán vào đó. Đây thì cái cơ chế khuếch tán này, chúng ta thấy một là nó đi xuyên qua tế bào ha, nó đi xuyên qua tế bào, nhưng mà nó đương nhiên là đi xuyên qua tế bào này là có nhiều cái điều kiện nha, chứ không phải muốn đi thì đi, đúng không? Đi xuyên qua tế bào nghĩa là phải hấp thu đi vào trong tế bào, rồi từ tế bào nó được đẩy vào trong mạch máu, thí dụ như vậy. Rồi đó, có cái nãy tôi cũng đã nói rồi đó, phân tử nó nhỏ quá thì nó cũng có thể đi qua cái việc là đi thông qua những cái khoảng giang bào, cái khoảng mà giữa hai tế bào là khoảng hở đó ha, nó thấm vào, nó hòa tan vào dịch kẽ, đúng không? Đấy, nó đi vào, thí dụ như vậy. À, đấy. Rồi. Rồi tiếp tục chúng ta bàn về cái này
nhìn như bàn về cái này có nghĩa là bàn về cái tính thân nước hay kỷ nước của một cái phân tử thuốc. Đó. Thì nhìn trên này á, nhìn trên này chúng ta thấy là gì? À, bây giờ mình có ví dụ là mình có ba cái thuốc nè, ba cái thuốc, ba một hai ba, xanh dương vàng cam gì đó đúng không? Cam gì đó. À. Thì cái này chính là cái gì? Anh này chính là gì đây? Hydrophilic drug thì nó làm sao? Rồi anh này là hydrophobic thì nó làm sao? Very hydrophobic thì nó làm sao? À, thì chúng ta nhìn lên là chúng ta có thể hình dung được cái đặc điểm đúng không? Hình dung được cái đặc điểm. Thì chúng ta sẽ thấy là gì đối với một cái phân tử thuốc mà nó gọi là hydrophilic có nghĩa là cái gì các bạn? À, có nghĩa là gì? Hydrophilic có nghĩa là hydro á, ý muốn nói là nó dễ có liên kết hydro hơn á, có nghĩa là đây là một cái thuốc mà nó có cái tính thân nước đúng không? À, mình gọi mình thường dùng cái từ thân nước hay cho nó dễ hiểu á. Về mặt kỹ thuật người ta dùng cái hydrophilic, hydrophobic thôi. Ok, như vậy thì nếu như vậy thì cái thuốc này nó quá thân nước rồi, thì chuyện gì sẽ xảy ra với nó? À, nguyên trong này là một cái lõi lipid mà đúng không? Ở đây là cái màng tế bào thì chúng ta còn nhớ cái màng tế bào lại cấu tạo, đây là một cái lõi lipid mà. Ồ, khủng khiếp, lipid thì làm sao nước tan được, cho nên là cái khả năng mà một cái phần tử thuốc nó len lỏi vào cái màng này nó kém à. Khả năng nó len lỏi qua được cái màng tế bào này để đi vào trong nó rất là kém đối với những cái thuốc thuộc gọi là thân nước như thế này, quá thân nước như thế này đúng không? À, còn bên này là gọi là very hydrophobic, có nghĩa là một cái cực ngược lại so với anh này, anh này thân nước quá, thì còn anh này thì lại gì, quá là kỹ nước đúng không, quá là kỹ nước đó, ví dụ vậy. Thì anh này kỹ nước thì ngược lại ảnh là thân giàu đúng không, ảnh thân giàu, mà khi ảnh thân giàu quá thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì ảnh có thể đi vào cái màng được, đi vào màng được, nhưng mà khổ nỗi ảnh thân giàu quá cho nên là gì, nên cái lõi lipid này anh giữ lại hết trơn rồi ha, cái lõi lipid này nè giữ anh lại hết trơn rồi, vô đây anh liên kết hết trơn rồi, thì như vậy cái khả năng đi qua cái màng cũng kém ha, cũng cũng kém thôi chứ đâu có được nhiều, nhiều. Bây giờ tiếp theo một cái thuốc mà nó có cái tính chất, có nghĩa là nó chỉ đơn thuần là nó có cái tính chất kỵ nước, à, có nghĩa là nó không quá kỵ nước nha, nhớ điều đó ha. Thì như vậy thì sao, nó có thể đi qua màng được với một cái lượng thuốc có thể khuếch tán qua nhiều hơn so với hai anh còn lại. À, hydrophobic mình cứ hiểu là cái gì, nó hài hòa đi, gọi là nó hài hòa giữa cái tính thân nước và cái tính kỵ nước, à, nó không quá là kỵ nước, nó cũng không quá là thân nước, ví dụ như vậy. Thì như vậy một cái thuốc mà nó có tính hài hòa như vậy thì khả năng đi vào trong những cái đi xuyên qua một cái, đi qua cái màng tế bào nó dễ hơn, ý là như vậy. À. Chính vì vậy là chúng ta sẽ sắp tới chúng ta học một số thuốc mà chúng ta thấy là à, cái thuốc này nó không có đường, nó không có đường uống mà người ta phải dùng đường tiêm, thì đơn giản thôi, tại vì cái dạng nó khi mà nó tồn tại trong cơ thể chúng ta đó, thì nó lại là thí dụ như nó tồn tại ở ruột đi, thì nó lại là một cái phân tử mà là bị phân cực quá nhiều, có nghĩa là nó rất là ưa nước cho nên nó không đi qua được màng ruột, mà lấy gì hấp thu mà cho tác dụng mà chúng ta uống được ha. Thì như vậy thì phải sử dụng bằng đường tiêm thôi chứ sao giờ, à, ý là như vậy ha. Đấy, những cái thuốc mà người ta cố gắng người ta đưa về cái dạng mà nó hài hòa như thế này thì lúc đó chúng ta uống được ha. Đấy, ví dụ như nhìn trên cái này chúng ta thấy là gì, acetylcholine là nó có cực này, ở cái nitơ này, hexamethasone có hai cực luôn à, đó. À. Đấy. Cho nên những cái thuốc này là những cái thuốc chúng ta đâu có uống được đâu, toàn là tiêm không. Đương nhiên là lý do để mà có một cái thuốc uống á, thì nó cũng còn nhiều lý do nữa chứ không phải là chỉ có cái phân cực hay không phân cực nha, à, nhiều lý do nữa. Đó vậy thì trong cái khi mà người ta nói tới một cái tính phân cực của thuốc á, thì người ta sẽ dựa vào thông số nào, thì ở đây mình có một cái thông số gọi là cái hệ số phân bố nè ha, B điều nào đó đi ha, thì nó sẽ bằng cái nồng độ thuốc mà nó phân bố được trong cái môi trường mà kém phân cực đi, kém phân cực với lại một phân cực à, đấy.
thì nhìn cái tỷ lệ B này nó càng cao, B này nó càng cao thì nó lại càng càng kém phân cực đúng không? Tại vì cái nó tan nhiều trong cái anh kém phân cực thì nó là cái anh nó có tính chất kém phân cực. Này nó càng thấp thì có nghĩa là nó tan nhiều trong nước. Mà tan nhiều trong nước thì đồng nghĩa nó là cái gì? Nó là một cái thuốc có khả năng phân cực rất cao. Đó. Được chưa? Đương nhiên là trong cái việc mà sử dụng thuốc đó, thì người ta sẽ sử dụng tùy mục đích ha, tùy mục đích người ta sẽ sử dụng là cái loại đó là cái loại mà phân phân cực kém phân cực vừa hay là kém phân cực nhiều hơn, nó tùy ha. Ví dụ như muốn đi vào trong một cái tế bào thần kinh, ví dụ như những thuốc trên thần kinh trung ương đó ha, thuốc gây mê đồ này nọ đó đúng không, hay là thuốc an thần này nọ đó, thì những cái thuốc đó nó phải có một cái công thức là gì, kém phân cực nhiều hơn để khả năng khuếch tán vào trong tế bào thần kinh nó tốt hơn, thì như vậy cái hiệu quả nó mới cao ha. Đó, tùy. Rồi ha, thì như vậy á mình xem một số cái thông số của các thuốc của chúng ta nè, chúng ta thấy ví dụ như là atenolol đúng không, famotidine, felodipine vân vân ha. Đấy thì cái B nè, chỉ số B người ta lấy lóc để cho nó dễ hình dung, chứ còn nếu như chỉ số B mà chia ra thì nó tùm lum tùm la lắm đúng không, lấy lóc cái cho nó nhỏ lại nè, dễ nhìn nè. Đấy. Thì nhìn như này chúng ta có thể dự dự đoán được cái anh nào là cái anh có thể uống được mà hấp thu tốt hơn so với anh nào, dự đoán thôi chứ không phải là một cách chính xác đâu nha, dự đoán thôi. Đấy còn cái lock mà gọi là D7.4 rồi 6.4 6.0 này, ý muốn nói là gì, ý muốn nói là ở đây á là cái sự thay đổi cái môi trường pH của cái anh mà môi trường hấp thu đó thì nó ảnh hưởng lên trên cái sự hấp thu của thuốc này. Ví dụ như bình thường là lốc B nó là 0,1 đi. Trong môi trường mà gọi là trung tính, hơi kiềm chút hả, hơi kiềm chút là 7.4 đi, hơi hơi chút thì nó thay đổi liền. Còn trong cái môi trường mà gọi là hơi axit chút thì nó cũng thay đổi. Đấy. Hình dung ha. Đấy. Thì nhìn ở đây chúng ta cũng có thể hình dung được là atenolol có thể gọi là gì ta, có thể dễ hấp thu trong môi trường nào. Ví dụ như nhìn cái thông số này chúng ta thấy là dễ hấp thu trong môi trường axit hay là dễ hấp thu trong môi trường mà có tính hơi kiềm chút là base, ví dụ như vậy. Thì từ cái đó đó thì nó sẽ dẫn đến một cái nữa là nếu dễ hấp thu trong môi trường nào thì tôi sẽ sử dụng thuốc đó ở một cái thời điểm phù hợp, ví dụ như là uống thuốc thì trước ăn hay là sau ăn. Hình dung ha. Đúng không? Đó, thì các em cứ dựa theo cái bảng này thì các em cứ gọi là tự biện luận ở nhà đi nha, tự biện luận ở nhà coi gọi là atenolol là bản thân cái thuốc đó đúng không, bản thân cái thuốc đó thì nó hấp thu như thế nào trong cái môi trường cơ thể chúng ta. Thường là hai cái này nó chia, hai cái này đó là một cái thông số mà người ta dựa vào cái pH mà thông thường của cơ thể đó là cái 6 nè hoặc là cái 7.4 chẳng hạn. Cái 6 đó chính là cái gì, 6 đó chính là cái môi trường mà mình gọi nó là ở cái vùng tá tràng á ha, ở cái vùng tá tràng á. Đấy. Có nghĩa là cái vùng tá tràng là cái vùng mà nếu như là nó hơi lợ lợ thì khoảng đó. Còn cái này đó chính là cái gì, đó chính là cái môi trường huyết tương của mình đó đúng không, môi trường huyết tương của mình đó 7.35 hay 7.4 gì đó ha. Thì cái này là mô phỏng cái khả năng đi vào trong cái tế bào ha, còn cái này là mô phỏng cái khả năng mà từ cái lòng ruột đi vào trong cái mạch máu không, em đợi tôi nha.
Rồi. Mình tiếp tục nha. Đây. Đấy thì chúng ta cứ cứ về ha, chúng ta xem như cái này là cái bài cái nội dung mà chúng ta sẽ tự biện luận để chúng ta hiểu cái vấn đề nha, tự làm nha. Tôi giải thích cái nguyên tắc rồi đó, thì chúng ta về chúng ta biện luận đi. Rồi cái tiếp theo. À. Thì cái này thì thực tế là gì? Cái này thực tế là đây là chính cái chỗ này ha, mà nó ra thôi chứ không gì trơn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái chỉ số P hồi nãy á, cái chỉ số P này nè, chỉ số P này ha. Chỉ số P này thực tế là người ta đo lường trong một cái môi trường mà với cái gọi là với cái pH mà gần như là trung tính hoàn toàn ha, đấy. Đó, trung tính hoàn toàn luôn. Đó. Như vậy thì nó không có phù hợp, nó không có phù hợp với lại cái nó không có phù hợp với lại cái đặc điểm thực tế trên cơ thể của mình, đó là nó có pH ở hai cái điều kiện. Nhưng mà hồi nãy mình có thấy á, ví dụ như ở tá tràng là cái nơi mà hấp thu thuốc qua đường uống đi chẳng hạn ha, khoảng là 6 đó, còn ở trong huyết tương đó là cái nơi mà nó có thể là khuếch tán vào trong các cơ quan, ví dụ như vậy ha. Đấy. Đấy thì như vậy á, thì người ta chi tiết hơn ha, chi tiết hơn thì trong cái việc mà phát triển thuốc mà để hiểu những cái yếu tố đó thì người ta đưa chia nó ra làm hai cái nhóm, là thuốc của chúng ta thông thường nó sẽ có cái tính axit yếu hoặc tính base yếu đó. Vậy thì nếu như cái axit yếu và base yếu này như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái đó chính là cái gì, dẫn đến cái là với một cái môi trường có pH nào đó thì cái tỷ lệ phân ly của nó sẽ thay đổi, đúng không? Cái môi trường pH mà thay đổi cái là tỷ lệ phân ly cũng thay đổi theo. À, thì người ta áp dụng cái phương trình gọi là phương trình Harrison Hasselbeck này ha, thì cái này nó cũng nằm trong cái hóa học mà các bạn đã học rồi đó, đúng không? Đó, pH nè của môi trường nè ha, bằng pK, pKa đó là của cái anh thuốc đó nha, cộng với log của anh tỷ lệ của cái nồng độ phân ly chia cho cái không phân ly, thí dụ như vậy ha. Đấy, 3 giờ thì ngược lại thôi ha, cái anh này là không phân ly còn cái anh này là phân ly ha, ngược lại thôi. Thì cái công thức này á, người ta dùng để tính cái gì, người ta dùng để dự đoán cái gì, dự đoán dễ hơn nữa đó là cái gì, nếu như chúng ta biết được cái pH ở môi trường mà dự định thuốc nó sẽ hấp thu ha, và chúng ta biết được một cái thuốc đó đúng không, thì chắc chắn là một cái thuốc cụ thể nào đó thì nó sẽ cung cấp cho mình cái pKa bao nhiêu, đúng không? Đó thì mình có thể tính được gì đây, mình có thể tính được cái tỷ lệ này, đúng không? Mình có thể tính được tỷ lệ này, từ cái tỷ lệ này chúng ta có thể hình dung được cái khả năng hấp thu thuốc tại cái nơi đó như thế nào. Đó, bạn hình dung vấn đề chưa? Đấy. À. Có nghĩa là lúc này chúng ta đi một cách cụ thể hơn rồi. Ví dụ như chúng ta có một thuốc A là có là một cái axit yếu, B cái A là nhiều đây, thì cũng vậy, trong một môi trường có hấp thu pH, có hấp thu pH nơi hấp thu là 6 đi, ví dụ vậy, thì cái khả năng hấp thu của thuốc như thế nào, thì chúng ta đây đơn giản thôi, áp vô phát ra này. Tôi thấy là gì, cái dạng như này là cái dạng phân ly đúng không, dạng này dạng phân ly này nè, còn cái này là dạng gì đây, cái này là dạng gì, dạng không phân ly. À, mà cái tỷ lệ này nó là 10 à, thì chuyện gì sẽ xảy ra à, chuyện gì sẽ xảy ra các bạn, chuyện gì sẽ xảy ra đây, cái này chúng ta có thể lý luận được đúng không, phải lý luận được. Bạn Nguyễn Gia Bảo hỏi gì hả? Hay là bạn trả lời? Để từ từ tôi mở cái mic nha. Rồi, mic. Rồi bạn Bảo mở mic nói đi. Ủa đâu mất tiêu rồi? Dạ máy bị lắc em nhấn lộn với thầy. Rồi vậy ha. À, rồi. Đó vậy thì chúng ta cứ hình dung đó ha, mình thấy có tỷ lệ này rồi chúng ta thấy.
Vậy thì chúng ta thấy là gì? À, trước khi mà mình kết luận là cái thuốc này khả năng hấp thu nó bao nhiêu đó, thì chúng ta phải phải nhớ cái nguyên tắc đúng không? Cái nguyên tắc đó chính là nguyên tắc gì đây? Cái nguyên tắc hồi nãy mình nói là về cái phân cực hay không phân cực đó, còn nhớ không? Phân cực hay không phân cực rồi không phân cực hoặc là không phân cực vừa vừa hồi nãy đó. Đó. Vậy thì mình thấy là cái thằng phân ly này chính là thằng này gì đây? Phân cực mạnh đây nè, đúng không? Phân cực mạnh đây. Còn anh này là anh không phân cực nè. Vậy thì giữa hai anh này thì anh nào sẽ hấp thu qua màng dễ hơn? Chắc chắn là cái anh mà không phân cực thì ảnh sẽ hấp thu dễ hơn anh phân cực chứ, đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ cái dạng nào nó sẽ hấp thu? Đấy. Thì chúng ta thấy là gì, thuốc này mà nó nằm trong môi trường này thì cái anh này ảnh gấp 10 lần anh này, đúng không? Anh này nè, gấp 10 lần anh này. Nghĩa là cái thuốc A này nó nằm trong môi trường pH là 6 nè. Thì sao? Thì đa số nó bị phân cực, đúng không? Đa số bị phân cực, và đa số bị phân cực thì khả năng qua ruột nó kém. Ai. Được chưa? Ha. Đấy. Tiếp tục chúng ta đi tiếp. Ờ, khối tán của khoảng gian bào thì thôi nó không có cái gì đặc trưng lắm ha. Rồi chủ động nhờ chất mang thì cái này đa số các thuốc của chúng ta thì nó sẽ có một cái chất mang ha, có thể là không chủ động, có nghĩa là vận chuyển nhờ chất mang, có thể là không chủ động hoặc là chủ động. Chủ động thì nó phải có cái năng lượng, đúng không? Đấy. Thì những cái chất mang đó thường là những cái protein, những cái protein vận chuyển hay những cái kênh ha, ở trên màng tế bào thông thường. Đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng lên trên cái quá trình hấp thu cũng như là cái quá trình đào thải chuyển hóa của mình rất là nhiều ha. Đấy. À, thì ở đây các bạn nhớ là nó có hai loại ha, các chất vận chuyển chủ động. Cái này nó quan trọng là bởi vì sao ta? Bởi vì nó sẽ, nếu như các bạn nắm chỗ này thì nó sẽ lý giải cho chúng ta nhiều thứ lắm ha, ở phía trong cái dược động học này. Thì bây giờ chúng ta có là hai loại là cái bơm hấp thu vào và bơm đẩy ra. Có nghĩa là sao? À, là một cái chất mang nhưng mà nó đâu phải là luôn luôn mà nó lấy từ bên ngoài vào trong tế bào không, mà nó cũng có thể là bơm từ trong tế bào đẩy ra ngược ra ha. Thì mình có, nó là hai loại, đó là bơm hút vào và bơm đẩy ra ha. Influx hoặc là efflux gì đó, dịch sao cũng được. Đây thì chúng ta thấy ha, ví dụ như cái anh này là anh bơm đẩy nè, bơm đẩy ra nè, bơm đẩy ra nè, ha. Còn để bơm đi vào nè, bơm đi vào, đó, ví dụ như vậy, ha. Đó. Thì như vậy á, không phải lúc nào cái bơm đẩy ra nó cũng làm. Ví dụ nè, chúng ta thấy nhìn chỗ này nha, chúng ta nhìn chỗ này đi. Bây giờ bên trong cái lòng ruột đi, ha, bên trong cái lòng ruột, ở đây là mạch máu, ha. Giờ thuốc muốn đi vào trong mạch máu, nghe hấp thu đó. Thì ví dụ như nó gặp cái bơm gọi là bơm hút vào, ha, bơm hút vào, đây. Đó, thì nó sẽ lấy thuốc từ bên này, nó bơm vào trong cái tế bào, hút vào trong tế bào nhiều hơn, ở trong cái tế bào màng ruột nhiều hơn, và từ đó nó sẽ đưa vào trong máu. Như vậy thì nếu như cái hoạt động của bơm này mạnh á, thì nó sẽ làm tăng cái tốc độ hấp thu thuốc, đúng không? Tăng cái tốc độ hấp thu thuốc lên. À, và ngược lại đối với anh này nè, đối với anh này sao? Thì thuốc, ví dụ như thuốc nó có thể đi vào bằng cái cơ chế là khuếch tán qua một cái protein nào đó, hoặc là khuếch tán thụ động gì đó vào trong tế bào, ví dụ như vậy. À, thì lập tức cái anh này, ví dụ anh này hoạt động mạnh, nếu vừa hấp thu được bao nhiêu thì anh này bắt lấy anh bơm ngược ra, thì cái khả năng mà đi vào trong mạch máu nó kém đi, đúng không? Cho nên là tốc độ hấp thu thuốc đó nó sẽ kém, ví dụ như vậy. À, vậy thì chúng ta thấy được là cái hoạt động của cái chất mang này nó quan trọng như thế nào rồi đó, đúng không? À, đương nhiên là không phải là anh hút vào này thì luôn luôn là làm tăng cái hấp thu, và anh đẩy ra này thì luôn luôn làm giảm hấp thu, đúng không? Không phải. Nó còn phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc vào cái gọi là cái vị trí của nó ha, cái vị trí của những cái bơm này nó nằm ở mặt nào, ví dụ mặt apical hay là mặt basolateral. À, này,
Bây giờ chúng ta nó qua cái mặt basolateral chúng ta thấy nè. Nếu như đây là một cái bơm hút nha, hồi nãy mình nói là một bơm hút ở trên cái mặt apical này, nó sẽ làm tăng cái tốc độ hấp thu thuốc đúng không? Trong lòng ruột này. Nhưng mà đối với một cái bơm hút mà nó nằm ở bên mặt basolateral nè, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là những cái thuốc nào được hấp thu vào, có nghĩa nó khuếch tán vào trong máu rồi, bắt đầu nó gì? Nó bắt lấy, nó đưa lại vào trong tế bào và ở đây nó đẩy ngược trở ra lại cái lòng ruột. Vậy thì chúng ta thấy là hai này ảnh sẽ có một cái gọi là tác động đối nghịch nhau nè, mặc dù ảnh cùng loại đúng không? Mặc dù là ảnh cùng loại nè, ha, cùng loại là hút vào nè, nhưng mà ảnh nằm ở trên hai mặt đối lập với nhau. Nghe một mặt đối lập nghe khó hiểu ha. Hai cái mặt khác nhau đi. Đó thì cái tác động của nó sẽ ngược nhau, thấy không? Tương tự anh này cũng vậy nữa nè. Tương tự anh này. Anh này thì sao? Anh này thì lại làm giảm cái tốc độ hấp thu. Nhưng mà anh này nè, khi mà anh này hoạt động á, thì ví dụ như thuốc nó được khuếch tán vào bao nhiêu thì anh này bắt lấy bơm hết vào trong máu á. Cho nên như vậy thì cái anh này sẽ làm tăng cái tốc độ hấp thu. Còn anh này là làm giảm ha, đối nghịch nhau. Hay là giữa hai anh này thì hai anh này giống nhau. Hai này giống nhau. Nó cùng chiều nè, ha. Đấy. Được chưa? Không. Đấy, như vậy thì chúng ta nắm một số cái vấn đề cơ bản như vậy ha. Thì ví dụ như khi mà người ta lý luận về một cái dược động của thuốc á, thì chúng ta cũng có thể hình dung được vấn đề đó. Đây. Đây là một cái bảng liệt kê về cái các loại chất mang, loại hấp thu của chúng ta ha. Thì mình có nhiều lắm nha, mình có nhiều lắm, nhưng mà chúng ta để ý là đa số, ví dụ như là nó phân bố, ví dụ như những cái nơi mà chúng ta quan tâm nhiều nhất đó là ruột, là một, là hai, là gan, là ba, là não đó ha, bốn là thận đó. Những cái nơi mà thường thuốc hay có sự phân bố nhiều đó, là quan trọng đó. À, thì ví dụ như đối với cái anh này nè, thì ảnh ảnh sao đây, ảnh phân bố ở gan, xin lỗi, ảnh phân bố ở gan nè, ảnh phân bố ruột nè, ảnh phân bố ở não nè, nhưng mà ở não thì là apical đúng không, ở ruột thì là apical, nhưng mà ở gan thì là basolateral, nhiều ha, ví dụ như vậy. Anh này ha, anh này là gan đó, ví dụ như vậy. Thì những cái đây là gọi là cái cơ chất ha, đây là gọi là cái cơ chất mà được cái bơm này nè vận chuyển đó, ha. Còn cái này ví dụ như mình nói là inhibitor, có nghĩa là những cái chất này có khả năng là ức chế cái anh vận chuyển này ha. Thì cái này nó sẽ liên quan tới một cái nội dung, là một cái nội dung về tương tác thuốc. Nhưng mà cái nội dung đó thì ở đây tôi chỉ nói về cái nguyên tắc trong này thôi. Qua học kỳ tới á, thì các bạn học về dược lâm sàng thì sẽ có một cái bài về tương tác thuốc ha, mình sẽ nói vấn đề đó nhiều hơn ha. Chứ còn thời gian mình ở đây thì mình chỉ nói một cái cơ bản thôi, chứ không có nói quá đi sâu vào cái vấn đề này. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta có thể hình dung vấn đề là giờ nè, cái anh này là vận chuyển anh này ha. Cái này là ví dụ như là ở não thì nó là apical. Apical là ở vị trí nào? Nhìn đây. Apical có nghĩa là từ cơ quan, đúng không? Đây là cơ quan, cái mặt này là tiếp xúc với một cơ quan nè. Đó, apical là nằm bên này. Vậy thì ví dụ như đơm bơm này, bơm đây gọi là bơm bơm hút đúng không? Đây là bơm hút. Bơm hút vào á, bơm hút vào. Vậy thì trong trường hợp này nó sẽ sao các bạn? Nó sẽ lấy từ não, tôi ví dụ nha, nó sẽ lấy từ não, lấy thuốc từ não nha, lấy thuốc đó mà ở trong mạch máu não đó, nó bơm, nó hút ngược trở vào trong tế bào và đẩy ra máu. Đó, đối với cái này nè, đấy, đấy, được chưa? Vậy thì nếu như mà cái bơm này nó hoạt động mạnh thì như vậy là những cái thuốc này nè, nó cực kỳ khó thấm vào trong cái màng tế bào não đó, cực kỳ khó thấm vào trong màng tế bào não. Đấy. Còn cái anh này là liver, ở gan thì nó là basolateral, thì chúng ta lý luận cũng tương tự như cái hồi nãy thôi, nhưng mà nó tùy cái mặt ha, lý luận. Đấy. Đó. Nhìn vô cái chỗ này thì chúng ta cũng có thể hình dung được cái thuốc nào có khả năng thấm
vào trong những cái cơ quan ví dụ như gan, thận, não hay gì đó vân vân ha, nhiều hay là ít. Đấy. Giống như có sau này khi các bạn học một số cái nội dung á thì người ta sẽ nói à, cái thuốc này là một cái thuốc mà nó có cái gọi là gì, nó có cái đào thải chủ yếu qua gan hay đào thải chủ yếu qua thận ha, đào thải chủ yếu qua gan hay đào thải chủ yếu qua thận vân vân, hoặc là thuốc này nó có cái sự phân bố vào trong tim, gan, thận, phổi, não gì đó nhiều hơn, thì đó chính là liên quan tới những cái protein vận chuyển này nè. Đấy. Có nghĩa là những cái đó người ta đúc kết từ cái này ra hết á ha. Chứ không phải là ngồi đó mà dự đoán đâu ha. Đương nhiên là để nghiên cứu cái này á thì nó ở một cái mức độ là không phải là cái mà chúng ta đang quan tâm ở đây, nghiên cứu phát triển thuốc. Đây. Không. Tương tự chúng ta có nhiều lắm nha, nó có nhiều lắm. Liệt kê. Rồi còn đối với cái loại bơm đẩy á, bơm đẩy thì chúng ta có cái anh nổi tiếng là anh glycoprotein, thường hay gọi là glycoprotein, là cái bơm glycoprotein đó. Cái bơm glycoprotein này nó phân bố nhiều lắm, nhiều nơi lắm. À, não, gan, thận, rồi ruột, rồi nhau, rồi tinh hoàn, tà le hết, nhiều lắm ha, toàn là ở vị trí apical side không, cho nên là gì, cái bơm này hầu như là gì, bơm này hầu như là bơm nó làm giảm cái hấp thu nhiều hơn, đúng không? Đó. Bơm làm giảm hấp thu nhiều hơn. Đấy, ha, thì nó có nhiều lắm, nói chung là dữ liệu về những cái vấn đề này thì người ta nghiên cứu cũng khá lâu rồi chứ không phải mới đâu. Không. Chúng ta nhìn này để chúng ta biết ha, chúng ta biết để khi mà nếu như chúng ta có đọc tài liệu về những cái nghiên cứu á, thì chúng ta có thể hiểu được vấn đề ít nhất là như vậy ha. Còn không hiểu được thì hỏi dược sĩ đi chứ làm sao giờ. Tại vì mình là lâm sàng mà mình đâu có phải là chuyên về nghiên cứu thuốc đâu, đúng không? Mình là sử dụng thuốc thôi. Sử dụng thuốc thì cố gắng sử dụng sao cho nó tốt là được. Còn vấn đề mà đi quá sâu thì chúng ta phải hỏi chuyên gia thì nó hay hơn, đúng không? Hoặc là xem những tài liệu chuyên môn khác. Rồi, ha. Đấy. Thì đó là tôi giải thích một số cái vấn đề liên quan tới cái việc cơ chế vận chuyển qua màng ha. Rồi. Những cái này thì thôi đọc cũng dễ hiểu ha các bạn. Không có gì khó hiểu. Rồi chúng ta đi vào trong cái sự hấp thu của thuốc. Này, này định nghĩa thôi. Đó, sự hấp thu của thuốc thực tế là gì? Đó chính là cái gì? Là quá trình thuốc đi qua màng thôi, màng tế bào thôi chứ đâu có gì đâu. Và khi đi qua màng tế bào rồi, hấp thu rồi, đi vào trong tuần hoàn rồi thì đó mới hết cái giai đoạn hấp thu, đúng không? Đấy. Từ đó sẽ tới giai đoạn là phân bố thuốc ha. Đó. Như vậy thì cái sự hấp thu thuốc nó sẽ ảnh hưởng, xin lỗi, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố nào? Nhiều yếu tố lắm, ở đây tôi liệt kê vài cái yếu tố chính yếu trong cái nội dung này. Thứ nhất là đặc tính của thuốc, là nãy giờ là chúng ta đã bàn rất nhiều về cái chỗ mà này, vận chuyển qua màng rồi đó ha. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là cái đặc tính gì? Đặc tính của những cái sinh lý bên trong cơ thể của chúng ta mà nó ảnh hưởng lên trên cái sự hấp thu của thuốc. Ví dụ như hồi nãy là mình nói là pH, nhớ không? Nãy mình nói pH, môi trường pH thay đổi cái là lập tức cái khả năng hấp thu thuốc cũng thay đổi. Đó, cái bản hồi nãy tôi có nói các bạn về tự tự biện luận đó, nhớ không? Đấy. Thấy không ha? Đấy. À, hoặc là cấu trúc màng tế bào đó là liên quan tới cái đặc điểm của một cái cơ quan, một tế bào nào đó rồi. À, rồi first part từ từ sẽ giải thích sau ha. À, mạng lưới mạch máu sao, chỗ này nhiều thì phân bố hấp thu tới nhiều, và chỗ đó ít thì hấp thu tới ít, ví dụ như vậy ha. Rồi cái quan trọng tiếp theo nữa là đường sử dụng nữa. Đường sử dụng nữa. Đó. Ví dụ như nãy tôi nói là bây giờ đặc tính của cái thuốc này nó như thế,
thì anh muốn hấp thu hay là đi vào trong các cơ quan tốt để điều trị thì bắt buộc anh phải sử dụng một cái đường dùng phù hợp đó. Nãy tôi cũng đã cho một cái ví dụ về ví dụ như là cái thuốc này mà đưa xuống tới ruộng cái là nó bị phân ly hết trơn trọi à. À, nó bị phân ly 90% mà vậy thì khả năng hấp thu nó kém đúng không, qua đường uống. Vậy thì thôi giờ anh muốn điều trị một cách hệ thống, có nghĩa điều trị hệ thống có nghĩa là nhiễm trùng ở một cơ quan nào đó hay là gì đó vân vân, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái đường đường tiêm đúng không, đường tiêm có nghĩa là đưa thuốc trực tiếp vào, chứ còn giờ nó đâu có đi từ ruột vào trong tuần hoàn được bởi vì cái đặc tính phân cực đó của nó đó, ha. Cho nên là sự hấp thu thuốc thì nó ảnh hưởng bởi những yếu tố như thế này không? Nói mà một cách chi tiết nữa thì nó nhiều lắm nha, chứ không phải chỉ có nhiêu đấy thôi. Tôi tóm lược lại những cái quan trọng thôi. Bây giờ giải thích một số thứ liên quan tới những cái nãy có nói đó. Ví dụ như là vượt hiệu first pass là gọi là hiệu ứng vượt qua lần đầu. First pass là hiệu ứng vượt qua lần đầu. Vượt qua lần đầu ở đây có nghĩa là sao? Đây chúng ta nhìn thấy nè. Thông thường cái first pass này người ta nói tới cái dạng thuốc đường uống thôi ha, dạng thuốc đường uống thôi chứ không phải là tất cả đâu ha. First pass là quan trọng đối với đường uống thôi. Thì bây giờ chúng ta thấy giờ một thuốc là khi được hấp thu khi được uống nè thì nó sẽ được hấp thu đó, thì hấp thu đôi khi ví dụ như là nó là một cơ chất của một bơm đẩy nào đó thì bị đẩy ra ngược trở ra thì xem như cũng không được hấp thu tốt đúng không đấy. Hoặc là thuốc nó có thể là gì không hấp thu luôn mà nó đi xuống phân luôn là bởi vì nó phân cực quá đấy, nãy giờ mình đã giải thích rồi. Hoặc là một thuốc có thể là đi được qua cái tế bào ruột lúc này sao trong tế bào ruột nó cũng có một số cái enzyme để chuyển hóa thuốc, thế là có thể là thuốc bị gì đây, bị chuyển hóa luôn, mất tác dụng luôn. Như vậy nếu như may mắn nữa, tiếp tục may mắn nữa thì nó đi vào trong cái mạch máu đúng không, ở ruột thì mạch máu nó sẽ tiến về về gan đúng không, lại về gan thì gan thì chúng ta biết rồi, đây là một cái nơi mà sao chuyển hóa các thuốc đúng không? Là nơi chuyển hóa, nói chung là chuyển hóa các chất luôn, nhưng mà chỉ có thuốc không đúng không đấy. Thì ở gan, ở thuốc này đi vào gan thì cái khả năng chuyển hóa sẽ rất cao đúng không, chuyển hóa thì đương nhiên là nó sẽ có nhiều kết quả, có thể là gì có thể là thuốc đó mất tác dụng, hoặc là thuốc đó nó tạo ra một chất vẫn có giữ nguyên tác dụng, hoặc là tạo ra một chất độc gì đó vân vân ha. Đấy thì một cái lượng thuốc còn lại mà có tác dụng nó đi vào trong tuần hoàn cái energy tim á đúng không? Đấy. Thì từ đó mình mới gọi đó là hết cái giai đoạn hấp thu ha. Từ đây qua tới đây luôn là hết giai đoạn hấp thu các bạn. Đó. Thì từ đây qua tới đây đó chính là cái gì? Nếu như mà nó xảy ra những cái vấn đề này hay là vấn đề này đó, thì toàn bộ những cái này người ta gọi đó là hiệu ứng vượt qua lần đầu hết, hiệu ứng vượt qua lần đầu hết. Có nghĩa là hiệu ứng vượt qua lần đầu này mà nó mạnh á thì cái thuốc này khả năng đi vào tuần hoàn nó sẽ thấp, bởi vì nó chuyển hóa tè le hết nè. Đấy. Như là thuốc nào có hiệu ứng vượt qua lần đầu thấp hơn thì cái khả năng đi vào trong tuần hoàn nó sẽ cao hơn. Đấy. Không gọi là hiệu ứng vượt qua lần đầu là vậy thôi chứ không có gì hết trơn á. Rồi đường dùng, đường dùng thì có gì để nói không ta, đường dùng thì chắc là các bạn cũng biết hết rồi phải không. Đường dùng ví dụ như đường dùng trực tiếp đi vào tuần hoàn thì chúng ta có những cái đường tiêm như thế này đúng không, nhìn trực tiếp hơn là tiêm tĩnh mạch đúng không, tiêm tĩnh mạch đấy ha. Còn thông thường thông dụng nhất là đường uống đúng không? Đường uống thì nó sẽ qua cái dạ dày, qua ruột, từ ruột lên gan, gan đó vân vân ha. Đấy. Còn có những đường dùng khác ví dụ như là đường đường hô hấp đúng không? Đường hô hấp. Hô hấp cũng được ha. Hô hấp cũng được, nhưng mà hô hấp thì nó lại phù hợp với những thuốc mà có cái tính chập bay hơi thôi. Ha, hóa hơi á. Còn những thuốc nào không hóa hơi nổi thì sao xài được đúng không? Rồi. Hoặc là cái đường đường này là đường thuốc và đường trực tràng. Thuốc và đường trực tràng thì nó lại có một cái đặc điểm khá là hay ở chỗ đó, là cái ở đây cái búi tĩnh mạch trĩ của mình đi ha, thì chúng ta sẽ có một cái đám mùi nhồi này ha, thì nó sẽ đi ra bằng ba cái tĩnh mạch trĩ mà mình nói là
trên, giữa và dưới vậy đó ha. Đấy. Nếu theo tĩnh mạch trĩ trên thì nó đi về ruột thì nó giống giống như cái anh uống thôi chứ không có khác gì trơn, đặt thuốc vào đường trực tràng nhưng mà nó cũng giống giống như anh uống ha. Đấy. Còn cái thứ hai nữa, nếu như nó đi ở dưới nè, nó thì chúng ta thấy là cái đường đi của nó sẽ rất khác biệt. Đó chính là gì đây? Nó đi ở dưới thì nó sẽ đi vào trong cái tuần hoàn một cách trực tiếp hơn. Còn anh này nếu như đi theo ở trên thì nó đi về gan thì coi như là khả năng sống còn của nó thấp hơn, đúng không? Cho nên là cái về cái việc đặt trực tràng này, nhưng mà thực tế là cái tác dụng của nó cũng khá khá ha, chứ không phải là kém đâu. Nó có thể thay thế đường uống được, phải không? Tuy nhiên là tùy thuộc vào cái hoạt chất nữa, đúng không? Tùy thuộc vào hoạt chất nữa. Không phải thuốc nào cũng đặt trực tràng được. Hấp thu một số tính chất, ví dụ hấp thu qua niêm mạc lưỡi, khớp tán thụ động vào lớp lipid, thì thôi cái này không có cái gì khó để hiểu hết. Thì thôi các em đọc ha, không có gì đâu. Hấp thu qua đường ruột thì mình nhớ đây là một cái hấp thu đa số thuốc của mình. Và cái đường dùng này là cái đường dùng quan trọng, đúng không? Đấy. Không. Thì nơi mà hấp thu mà của thuốc qua đường uống thì có hai nơi mà mình để ý tới, một là dạ dày, hai ruột non, nhưng mà đương nhiên cái chính vẫn là ruột non thôi ha, cái chính vẫn là ruột non thôi. Rồi đường uống, đường sử dụng thuốc qua đường uống thì nhớ cái chuyển hóa lần đầu cái nãy mới nói rồi đó ha. Hấp thu qua đường ruột, tất cả những cái này thì đặt ra là giải thích theo cái sinh lý mà nó ảnh hưởng lên, ví dụ như đó, là ở thành dạ dày cản trở hấp thu thuốc, đúng không? Vì gì? Vì dạ dày nó có một cái lớp dịch nhầy, đúng không? Có lớp dịch nhầy, thì dịch nhầy đó nó dùng để bảo vệ cái niêm mạc dạ dày, cho nên là nếu như thuốc mà nó hấp thu ở dạ dày thì nó kém là vì cái lớp đó bảo vệ, hoặc là cái axit trong dạ dày nó cao, đúng không? Và vân vân. Đó, những yếu tố đó là sinh lý rất là dễ hiểu thôi chứ không có vấn đề gì khó hết. Không? Rồi nếu như mà thuốc đó ở dạng dễ phá hủy như là insulin, nó cấu tạo của một cái peptic, đúng không? Một cái peptic, vân vân. Hoặc là cái penicillin, thì cái penicillin, tại vì tụi em chưa học ha, chưa học trong này đâu, dược lý 2 mới học. Penicillin thì đó là một cái thuốc mà nó có cái cấu trúc cái vòng lacton của nó nhạy cảm trong môi trường axit, nó dễ bị hư, vân vân. Đấy. Thì như vậy thì những cái đường uống thì coi như là không khả thi. Ruột non đặc điểm gọi là thuận lợi thì mình có bề mặt rộng. Ôi thôi mấy cái này. Mấy cái này không có gì nhiều để nói ha. Rồi so sánh đồ này nọ ha. Rồi. Có tán thụ động nhờ lớp lipid rồi có gì không? À, yếu tố ảnh hưởng ở cái ruột non này thì tôi dừng lại, tôi giải thích chút xíu. Đó là cái gì? Đó là cái sự tương tác với thức ăn, tương tác với thức ăn. Ví dụ như này, chúng ta nói là một thuốc á, mà nó có cái nơi hấp thu chủ yếu là nơi, ví dụ như nơi có cái pH axit, hay là nơi có cái pH base đi chẳng hạn đó, thì nó có gì khác biệt hay không? Ví dụ bây giờ đối với cái thuốc này là thuốc mà hấp thu ở cái môi, nó hấp thu nhiều nha, ở cái môi trường có tính axit à, thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc lúc nào theo theo các em bây giờ thôi, bây giờ để tôi đặt câu hỏi rồi các em ghi lại đi nha, cuối giờ mình giải thích sau đi nha, chứ sợ không đủ giờ đó ha. Ha. Tôi sợ không đủ giờ thôi, các em ghi lại nha,
À, bây giờ nếu như một thuốc có cái tính chất là hấp thu nhiều trong môi trường axit ha, hấp thu nhiều trong môi trường axit thì chúng ta nên uống lúc bụng lúc nào, lúc bụng đói, lúc bụng no hay sao đó ha. Đấy. Thì cái câu hỏi đó các em ghi lại và tự suy nghĩ cho tới cuối giờ ha, nó sẽ giải thích cho chúng ta cái chỗ này nè, à, chỗ này. À, còn cái kích thước hạt thì hồi nãy cũng nói là công thức thuốc gì đó vân vân, à, đặc tính lý hóa thì nói ở trên rồi đó. Hay. Đấy. Chứ giờ tôi không có giải thích trực tiếp nữa, nó không có hiệu quả, chúng ta cứ suy nghĩ trước đi. Rồi. Thời gian làm động dạ dày chậm hấp thu vân vân. À, thì cái này nó cũng liên quan tới cái câu hỏi nãy luôn á. À, cái này cũng liên quan tới câu hỏi nãy luôn. Đấy. À, thì tạm thời hai slide này chúng ta liên quan tới câu hỏi đó thì mình sẽ dùng câu hỏi đó để mình hiểu ha, chứ còn không không giải thích chi tiết. Rồi niêm mạc ruột già, niêm mạc ruột già thì chúng ta chỉ cần nhớ là cái chỗ mà đặt trực tràng hồi nãy đó ha, tính chất nãy là tôi nói đó. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là cái tác động của nó đó, vừa cho tại chỗ vừa có toàn thân. Nhưng mà nếu như mà hấp thu thông thường đó nha, thì ở đó thì trên ruột già thì chỉ hấp thu thường là hấp thu nước ha. Còn chứ mà hấp thu ở cái phần ruột già đó, có nghĩa là đi từ ruột non xuống đó, thì khả năng hấp thu thuốc ở ruột già nó kém lắm, trừ cái chỗ mà hồi nãy mình dùng cái thuốc mà đặt trực tràng đó, thì nó lại có tính chất khác ha, thì nó cũng được xếp vào hấp thu ở niêm mạc ruột già thôi. Hấp thu ngoài ruột thì ví dụ như là đường đường tim là đường hấp thu ngoài ruột đó, thì đặc điểm thì chúng ta biết rồi đó, khuếch tán thụ động hay là khuếch tán qua các lỗ, qua các lỗ đó, những cái khoảng gian bào chẳng hạn, ưu điểm nhanh khẩn cấp gì đó. Ôi thôi cái này không có gì đáng giải thích nhiều. À, đường tim thì có nhiều loại đúng không, tim dưới da, tim bắp vân vân. Đương nhiên tim tĩnh mạch vẫn là một cái đường tim mà nó cho cái tốc độ hấp thu cao nhất ha, tốc độ hấp thu cao nhất. Đấy. Rồi vấn đề, những cái vấn đề liên quan tới cái đường hấp thu mà tim dưới da hay tim mạch thì nó liên quan tới một số cái, ví dụ như là cái độ nhớt của cái bào chất, có nghĩa là những cái nơi mà chúng ta tiêm thuốc vào, độ nhớt càng cao thì khả năng thấm thuốc nó sẽ càng thấp đi ha, vân vân. Rồi hoặc là gì, hoặc là liên quan tới những chất co mạch kèm theo, ví dụ như thông thường á, thông thường ví dụ như chúng ta sử dụng một thuốc gây tê á ha, thuốc gây tê thường người ta pha cho một cái lượng rất nhỏ cái adrenaline á, thì cái adrenaline đó là mục đích để làm cái gì, mục đích để co cái mạch khi mà nó tiêm vào cái chỗ đó rồi, mục đích để nó co cái mạch máu ở ở cái những cái vùng đó lại, cái vùng lân cận đó lại, thì khi mà nó co mạch nó lại đó thì cái khả năng mà thuốc tê bị khuếch tán vào mạch máu và đi vào những cái nơi khác nó sẽ kém đi, cho nên nó nằm ngay tại cái chỗ đó lâu hơn. Mà thuốc tê thì chúng ta biết rồi, thuốc tê người ta dùng để gọi là gây tê cục bộ mà đúng không, gây tê tại cái chỗ đó mà, cho nên là khi mà tiêm vô chỗ đó thì phải đảm bảo là cái thuốc đó gây tê tại chỗ đó hiệu quả chứ, chứ tự nhiên tiêm chỗ này tự nhiên thấy tê chỗ khác thì đâu có được đúng không, nói vậy thôi chứ làm sao tiêm chỗ này tê chỗ khác được ha. Ý muốn nói là tiêm chỗ này mà tự nhiên cái thuốc phân bố đi hết chỗ khác thì không được đấy. Thì đó, ví dụ như mạch máu, ôi sao nó lại nhảy rồi, mạch máu chỗ nào mà nó càng nhiều thì khả năng thuốc nó khuếch tán hay nó đi vào càng nhanh. À, đấy vâng vâng đường tim tĩnh mạch. Ô sợ mấy cái này chắc là gửi slide các bạn đọc thôi, đưa vô để cho nó đầy đủ chứ thật ra nó cũng không có quá quan trọng để mình nói những cái vấn đề này. Đấy. Thì tất cả những cái này thì chắc là chúng ta đã được học về trong cái sinh lý rồi.
ha, chỉ có cái nào mà nó quan trọng ở phía dương thì tôi sẽ dừng lại tôi giải thích, chứ còn mình không có giải thích hết lại nha. Rồi bây giờ tiếp tục, các thông số về sự hấp thu thuốc, để đo lượng sự hấp thu thuốc thì mình có một cái thông số đặc trưng là sinh khả dụng. Sinh khả dụng đó là tính bằng F phần trăm nè, ha, Tmax nè, Cmax nè, ha. Đấy. F phần trăm có nghĩa là gì? F phần trăm có nghĩa là đơn giản thôi, thuốc đó mình sử dụng liều nhiêu, rồi chúng ta đo định lượng nồng độ thuốc trong máu. À, định lượng nồng độ thuốc trong máu thì mình biết được cái nó đi vào được bao nhiêu thì mình ra được cái phần trăm, thì như vậy thôi. À, rồi tốc độ có nghĩa là sao? Khi Tmax có nghĩa là cái thời gian nào đạt được cái nồng độ đỉnh. À, rồi cái Cmax có nghĩa là nồng độ đỉnh là bao nhiêu, ví dụ như vậy. À, đó là cái sinh khả dụng. Đây. Để đo lường cái sinh khả dụng đó, đó thì người ta cũng có thể sử dụng một cái đại lượng khác là AUC, gọi là diện tích dưới đường cong. Diện tích dưới đường cong là như thế nào? Chúng ta nhìn chỗ này nè. Ở đây là một cái đường cong biểu diễn nồng độ thuốc thay đổi theo thời gian nè, các em nhìn thấy ha. À, ví dụ như chúng ta có hai cái đường, một là cái đường mà cao có đỉnh cao nè, hai đường có đỉnh thấp đi, hai đồ thị có đỉnh thấp đi. Đó thì ví dụ như nó chỉ vô chỗ này, cái chỗ này là cái tim tĩnh mạch, còn anh này là đường uống, ví dụ vậy ha. Thì cái phần mà tô màu là ví dụ như cái màu vàng này là đó ha, đã màu vàng này đó chính là gì? Diện tích dưới đường cong của cái dạng tim tĩnh mạch. Còn cái màu xanh xanh này đi ha, đó đó là cái phần diện tích dưới cái đường cong của cái đường uống đó. Người ta tính cái phần diện tích này ra à, phải ha, người ta tính cái phần diện tích này ra, so sánh với nhau thì người ta sẽ ra được cái sinh khả dụng. Không, công thức đây, cái công thức nói vậy để hình dung thôi, chứ thật ra công thức nó đơn giản như thế này thôi nè. Không, F nè bằng sinh khả dụng đấy của cái anh, ví dụ như extravascular có nghĩa là ngoài mạch đúng không, chia cho cái anh intravascular có nghĩa là intravenous có nghĩa là gì đây, ở trong lòng mạch, thường là này tim tĩnh mạch ha. Thì cái sinh khả dụng mà được được gọi là tính theo cái tỷ lệ này thì nó gọi là sinh khả dụng tuyệt đối. Tuyệt đối là bởi vì chúng ta quy ước á, chúng ta quy ước với nhau ha, tự công nhận với nhau luôn, chứ 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 không có ai bắt bẻ gì đâu ha, công nhận với nhau luôn là cái anh mà tim tĩnh mạch thì xem như là dùng bao nhiêu thuốc thì nó vào trong tuần hoàn bấy nhiêu thì xem như nó là 100%, ý là vậy đó ha. Đó thì xem như cái anh intravenous này đó thì ảnh là 100% là ảnh là tuyệt đối rồi ha. Thì những cái anh còn lại ví dụ như anh đường uống nè, hay là tim dưới da, hay là đặt trực tràng, hay là gì gì đó vân vân, khác cái đường tim tĩnh mạch này đó, mình tính được AUC xong mình chia cho anh này thì mình sẽ ra được cái anh F phần trăm, có nghĩa là đạt được bao nhiêu phần trăm so với cái tuyệt đối này, đúng không, đạt được bao nhiêu phần trăm so với cái tuyệt đối này đó. Hình dung vậy thôi, ví dụ như mình nói là cái thuốc đó nó có cái sinh khả dụng, cái đút thuốc đường uống đó nó có sinh khả dụng là 90%, thì chúng ta hình dung là trước đó người ta đã nghiên cứu so sánh rồi, đó là cái dạng đường uống đó nó có thể đạt được 90% cái nồng độ so với cái nồng độ đạt được của cái anh đường tim trực tiếp, tim tĩnh mạch trực tiếp ha, chúng ta hình dung như vậy không. Đấy. Thì nếu như mà liều dùng có khác nhau thì chúng ta chia với cái liều dùng để ra được một cái đơn vị ha, còn nếu như liều dùng giống nhau rồi thì bỏ này luôn cũng được ha. Chính xác cái công thức này nó sẽ phải là như thế này nè, AUC ngoài mạch máu chia cho liều dùng ngoài mạch máu, rồi mới chia cho cái tỷ số là AUC tim tĩnh mạch chia cho liều tim tĩnh mạch đó ha, chính xác nó phải vậy, dễ mới dễ nhìn ha. Còn này là mình lấy cái dose này mình quăng quăng bên rồi ha, các em hiểu chỗ đó không, không có gì phức tạp đâu ha. Đó là đối với cái F ha, công thức F tuyệt đối nè, F tuyệt đối sinh khả dụng tuyệt đối ha. Còn cái nữa là chúng ta có bây giờ tính cái AUC, người ta tính làm sao AUC này, tính làm sao
IUC là diện tích dưới đường cong này, IUC này tính sao? À, thì giới thiệu luôn là ở đây chúng ta có là ví dụ đây là một cái đường cong, đây là một cái đường cong mà người ta ví dụ như là cứ cho uống đi, rồi bắt đầu là cứ mỗi một thời điểm nè, mỗi một thời điểm là định lượng cái nồng độ nó là bao nhiêu, ha, nồng độ trong nước tương là bao nhiêu đó, thì mình sẽ có một cái đường cong như thế này mình vẽ này. Đó thì với một thuốc như thế này thì cứ tính cái diện tích của cái anh dưới đường cong này thì chúng ta ra thôi, ha. Nhưng mà bây giờ mình không có tính tay, mình tính máy không à. Ví dụ như là người ta chia ra theo cái công thức rồi, anh đầu này là xem như một tam giác đi, tam giác thì tính theo diện tích hình tam giác là như thế nào, rồi anh này là diện tích hình thang đúng không, rồi tính diện tích hình thang như thế nào thì có dữ liệu trên này tính ra hết trơn rồi ha. Đấy, tính xong rồi cộng lại hết nè, khoảng 100 ha. Tính xong rồi cộng lại hết thì nó sẽ ra được cái diện tích tổng, thì xem đó là diện tích dưới đường cong hả, đó rồi mình so sánh với này hết để thôi. Còn đối với những cái trường hợp mà gọi là thuốc mà nó có cái như là đây là thuốc đường tiêm này, thuốc đường tiêm này thì nó tuân theo cái một cái nguyên tắc nào đó, ví dụ như chúng ta có một cái gọi là cái gọi là gì ta, phương trình biến thiên nồng độ thuốc theo thời gian, có nghĩa là mình có phương trình của cái đồ thị này, ý là vậy đó ha, có phương trình của cái đồ thị này rồi đó, có nghĩa là nó có quy luật đó, ha. Đó mình có phương trình của đồ thị này rồi thì đa số các thuốc của chúng ta với một liều duy nhất như tiêm tĩnh mạch như thế này thường là nó vậy hết nè đấy ha, người ta chứng minh rồi đó. Thì như vậy chúng ta cứ áp công thức này tính thôi. À, thì việc tính diện tích dưới đường cong này quá dễ rồi. Đơn thuần là gì? À, tính tích phân của anh này đi từ không cho tới vô cực đúng không? Đi từ không tới vô cực đấy. Ha. Tính tích phân của cái anh này đó. Là xong. Tích phân cũng chính là diện tích mà đúng không? Đấy. À, giới thiệu vậy thôi chứ không bắt các bạn tính đâu nha. Vậy thì mình hiểu thôi. Rồi. Đó thì cái thông số mà sinh khả dụng tuyệt đối khi mà chúng ta có được á, thông số sinh khả dụng tuyệt đối khi mà chúng ta có được á, để chúng ta làm cái gì? À, nó cũng có thể có ứng dụng ha. Ứng dụng đó là để làm cái gì? Chúng ta có thể dự đoán, chúng ta có thể dự đoán được xem á, là nếu như mà đối với cái thuốc đó, chúng ta đường tiêm rồi ha, chúng ta chuyển sang đường uống, vậy thì cái khả năng mà sử dụng trên cái đường uống đó nó hiệu quả như thế nào, có thể dự đoán ha, có thể dự đoán. Thông thường là nếu như mà sinh khả dụng tuyệt đối của một thuốc nào đó mà nó trên 80% thì đường uống với đường tiêm gì đều có thể có hiệu quả như nhau hết, tại vì cái lượng thuốc nó vào là nó coi như là nó cũng không thua nhiều đúng không, không có thấp hơn quá nhiều thì cũng có thể sử dụng được. Đương nhiên là tùy thuộc vào cái mình gọi là cái nồng cái gọi là cái cửa sổ trị liệu của cái thuốc đó nữa nha. Ví dụ như cửa sổ trị liệu nó rộng thì cái khoảng chênh lệch này nè, mình có thể cho cái khoảng chênh lệch đó nó thoải mái hơn, ví dụ như có thể cho 80% cũng được. Nhưng mà nếu như cái ngưỡng trị liệu nó hẹp, cái cửa sổ trị liệu nó hẹp, cái mà nãy tôi nói đó, nó hẹp thì cái chỗ này nè mà 80% là coi chừng không có hiệu lực nha. Đấy. À, hình dung vấn đề đó ha. Đấy. Cho nên ở chỗ đó là thì chúng ta được cái thông số đó chúng ta biết được, có thể là thôi bây giờ đang tiêm thuốc, đang sử dụng thuốc đường tiêm, bệnh ổn định rồi, bây giờ có thể chuyển sang đường uống được hay không, thì xem lại cái dạng thuốc đó, cái sinh khả dụng của nó đạt được bao nhiêu phần trăm, sinh khả dụng tuyệt đối đạt được bao nhiêu phần trăm, thì chúng ta cũng có thể quyết định được là thôi giờ chuyển sang đường uống. Đương nhiên chuyển sang đường uống thì chúng ta phải hy sinh một cái, đó là cái gì? Chúng ta phải hy sinh một cái đó là gì? Cái gọi là cái thời gian khởi phát tác dụng đúng không? Đó. Tại vì nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân đã ổn định rồi thì cái việc mà thời gian khởi phát tác dụng đó có thể là chúng ta không có quá là quan trọng đúng không? Không quá quan trọng. Nhưng mà nếu như mà bệnh nhân mà chưa ổn định đó, thì cái thời gian khởi phát tác dụng đó chúng ta phải phải lưu ý đúng không? Đó, thì thời gian khởi phát tác dụng càng nhanh thì nó chỉ nằm ở cái đường tiêm thôi, tiêm tĩnh mạch thôi, hay là tiêm những cái những đường tiêm khác thôi. Đấy.
còn đường uống thì nó sẽ chậm hơn đúng không, chậm hơn đó, tùy tùy cái mục đích của mình đó. Nhưng mà thông thường là nếu như mà không có vấn đề gì mà bệnh nhân đang ổn ổn thì chuyển từ đường tiêm sang đường uống ok, để hạn chế cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc tiêm thì phải có người tiêm, rồi thậm chí là những cái yếu tố liên quan tới độ an toàn nó vân vân và vân vân nhiều thứ lắm. Đường uống nó an toàn hơn nhiều chứ đúng không? Đấy. Rồi. Cái này không biết đặt ra câu hỏi này có quá sớm đối với các bạn không ha. Đó là gì à, trên thị trường của mình hiện nay, trên thị trường của mình hiện nay thì nó có ví dụ như một hoạt chất thì nó có rất là nhiều thuốc khác nhau đúng không? Một hoạt chất nha, tôi nói một hoạt chất ví dụ như paracetamol đó, là tên hoạt chất đi, hay là acetaminophen đó, tên hoạt chất đi, thì nó sẽ có rất là nhiều thuốc khác nhau, ví dụ như là decongren rồi panadol rồi tylenol rồi vân vân và vân vân đó ha. Đấy, vậy thì trong một mớ hỗn độn những cái thuốc trên thị trường đó đúng không, một mớ hỗn độn đó thì nó chia ra làm hai cái nhóm, một là cái nhóm hàng gọi là hàng brand name ha, hàng brand name, hai là cái nhóm hàng generic. Đấy, thì khái niệm về hàng brand name thì đơn giản là mình cứ hiểu đơn giản thôi, chứ còn bây giờ mình không đi sâu vào nói cái chuyện này chi. Hàng brand name là cái hàng mà đó là một cái thuốc gốc đầu tiên mà cái công ty đó họ công bố trên thị trường thế giới. Tôi ví dụ như là cái mà gọi là nóng bỏng nhất hiện nay chính là vaccine đó hả, thì cái hàng của anh Astra thì thật ra vaccine thì nó là theo một ý nghĩa khác nữa ha, nhưng mà thôi cứ nói cái chỗ đó đi cho nó dễ hình dung, nó thời sự mà. Ví dụ như cái hàng của anh Astra đó ha, cái hàng của anh Astra là cái vaccine của anh Astra đó là chính ảnh, chính cái bộ phận nghiên cứu và phát triển của anh Astra đó, ảnh nghiên cứu và đưa ra cái vaccine đầu tiên trên thế giới và cái công nghệ của ảnh ha, và cái cách bảo quản riêng của ảnh đó, thì đó chính là hàng brand name. Ví dụ như sau này nha, sau này cái Astra nó gọi là gì ta, nó chuyển nhượng, cái chuyển nhượng mà là giống như là nó bán cho mình cái quyền để mình bán cái công nghệ đó cho mình để mình tự làm vaccine, ví dụ như vậy, hình dung ha, tự làm vaccine ví dụ như vậy đó, thì mình làm theo cái quy trình của nó ha, thì mình cũng ra một cái vaccine chống covid, nhưng mà cái vaccine đó mình đặt ví dụ như là chống covid của Việt Nam đi, ví dụ như vậy đó. Thì cái hàng đó của mình đó chính là cái hàng mà gọi là hàng generic thôi ha, còn cái hàng gốc ban đầu vẫn là cái vaccine mà của thằng Astra không, cái đơn giản thôi. Là tại sao lại phải có hàng brand và hàng generic? Vấn đề là hàng brand thì khi mà đưa ra thị trường đầu tiên mà nó được giới thiệu đầu tiên, tại người ta bỏ công nghiên cứu phát triển một khoảng thời gian rất dài ha, và khi đó thấy có hiệu quả thì người ta bắt đầu người ta công bố ra thị trường thế giới đó. Thì nó luôn luôn có một cái khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian được bảo hộ độc quyền á, độc quyền. Cái mục đích bảo hộ này á, thì thực tế là gì? Mục đích bảo hộ này thực tế là để cho cái công ty dược đó họ họ giống như là họ thu lại cái họ thu lại một cái phần nào đó về cái chi phí bỏ ra trong đầu tư nghiên cứu, cũng như là cái công sức mà của cái người nghiên cái chuyên gia nghiên cứu đó trả công cho họ về cái nghiên cứu đó, ví dụ như vậy. Đó, chỉ một khoảng thời gian đó là hầu như là trên, không phải hầu như mà là tất cả những cái nơi nào đó trên thế giới mà có cái áp dụng cái ba tăng đó đó, có nghĩa là công nhận cái bản quyền đó đó, thì không được sản xuất cái thuốc tương tự, không được sản xuất cái thuốc tương tự.
chỉ trừ khi có sự cho phép của cái anh gốc thôi. Anh không cho phép thì anh cũng không có sản xuất được thuốc tương tự luôn. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì nó sẽ hết cái thời gian bảo hộ, tại vì bảo hộ một thời gian thôi chứ anh lấy lại vốn rồi thì phải để cho người khác, người ta gọi là đặc biệt là những người dùng thuốc á, người ta có tiền người ta mua chứ, giờ anh độc quyền rồi anh muốn đưa ra giá nào đưa sao được, đúng không? Đấy. Cho nên là một khoảng thời gian bảo hộ xong anh ok rồi, đủ vốn rồi à, thì lúc đó là nó sẽ công bố cái gọi là cái công thức à, công bố công thức mà đã nghiên cứu. Và từ đó thì mấy anh khác mà không cần phải bỏ thời gian ra nghiên cứu thì ảnh ảnh lấy công thức, đúng không? Đó, ảnh mua công thức đó về và ảnh làm thôi, làm thôi đó, anh dập ra cái viên thuốc gì đó vân vân, hay là anh dùng cái đó để ảnh nghiên cứu cái công nghệ trong bào chế rồi anh làm ra cái viên thuốc riêng của ảnh, thì đó tất cả những cái đó gọi là hàng generic vậy thôi, anh hiểu không? Đấy thì chúng ta thấy là cái này thời sự chút xíu thì cũng nói thì Astra ví dụ như nó lấy có 2 đô 1 liều, lấy 2 đô 1 liều không phải là vaccine nó làm nó rẻ, mà tại vì cái bà mà nghiên cứu vaccine đó, bà thôi bà nói cái này vaccine để điều trị dịch mà, thì việc gì mà chúng ta phải lấy cái tiền bản quyền. Nếu mà bà lấy tiền bản quyền đó, thì cái liều thuốc đó nó sẽ cao chứ không có thấp đâu nha, liều thuốc nó sẽ cao chứ không thấp đâu. Đó, có 2 đô quá rẻ đúng không? Đó, nhưng mà những cái nước như mà là những cái nước như chúng ta nè, đó là những nước mà thường hay chịu hậu quả nặng nhất của những cái trường hợp đó, tại vì chúng ta đâu có cái điều kiện kinh tế cũng như là điều kiện về mặt y tế để điều trị đâu, cho nên là những nước như chúng ta mới là những nước cần vaccine sớm đó, đúng không? Mà giờ đưa giá cao nữa tiền đâu mua đó. Thì bà gọi là bà từ chối cái bản quyền thì giá nó thấp hơn so với mấy anh khác. Đương nhiên là nó còn liên quan tới nhiều thứ nữa ha, như như vaccine đó thì nó với công nghệ đó thì nó bảo quản ở nhiệt độ không cần phải quá quá thấp à, thì điều kiện bảo quản nó cũng ảnh hưởng lên lên cái giá tiền nó vân vân, nhiều thứ lắm đấy. Thì nói chung là cái việc dược hàng brand và hàng generic tôi giải thích cho các bạn vậy đó. Vậy thì cái gì nó khác biệt giữa hai anh này, đúng không? Anh này cũng điều trị cái bệnh A, anh này cũng điều trị cái bệnh A, nhưng mà anh này thì giá cao hơn anh này. Vậy thì cái điều gì làm nên sự khác biệt giữa anh này với anh này, và chúng ta phải lựa chọn như thế nào ha? Đó, câu hỏi đó tôi để cho các bạn tự tự trả lời ha, tự trả lời. Rồi, sinh khai dụng tương đối, sinh khai dụng tương đối thì đó là để giải quyết cái vấn đề này nè, giải quyết vấn đề này nè. Ha. Trời, tôi cũng trả lời luôn rồi. À, giải quyết vấn đề đó là gì? Sinh khai dụng tuyệt đối là so AUC của một thuốc, của một cái thuốc mà ở dạng khác so với dạng tim tĩnh mạch và so với cái dạng tim tĩnh mạch, đúng không? Còn đối với cái này tương đối thì chúng ta so hai cái dạng thuốc mang tính chất tương đối với nhau ha, đó là giữa hai cái thuốc A và thuốc B nào đó, không? Giữa hai thuốc A và thuốc B nào đó. Ví dụ như trong trường hợp này nè, đó, cái câu hỏi nãy tôi nói với bạn đó là điều gì làm nên sự khác biệt giữa hai này, là chúng ta có thể so sánh để lựa chọn được, thì đó chính là cái này, chính là cái này đó nè. Thuốc B là thuốc brand name, thuốc A là thuốc hàng generic đấy. Mình so coi là hai này sinh khai dụng như thế nào à, hình dung ha. Đấy. Đấy, thì cái phép thử mà gọi là so sánh như vậy người ta gọi là tương đương sinh học các bạn ha. Phép thử mà so sánh như vậy người ta gọi là tương đương sinh học, nghĩa là hai chế phẩm cùng hoạt chất, cùng liều dùng, cùng đường sử dụng thuốc gì đó vân vân, so sánh với nhau ha, thì nó sẽ ra cái so sánh về AUC, Tmax, Cmax với nhau ha. Thì nếu như mà nó dao động không có quá khoảng này ha, không có quá khoảng này thì xem như là gì, xem như hai anh này tương đương sinh học với nhau đó. Đó. Hai anh này tương đương sinh học với nhau đấy, có nghĩa là so anh này với này nằm trong khoảng 80 đến 125% gì đó đúng không, thì xem như hai anh này tương đương sinh học với nhau đó. Thì câu hỏi đặt ra sau cái câu hỏi hồi nãy đó chính là vậy thì nếu như mà tương đương sinh học như vậy rồi á,
ha, có dữ liệu về tương đương sinh học giữa hai anh hàng brand name hàng generic rồi đó. Vậy thì chúng ta có cần phải sử dụng hàng brand name nữa hay không, hay là giờ mình xài hàng generic cho nó rẻ, hàng brand name cho nó mắc tiền? Câu hỏi đó thì câu đó là câu hỏi mở, các bạn về tìm tìm câu trả lời, tự tìm câu trả lời ha. Đấy, ví dụ như đây là một cái kết quả mà người ta thử tương đương sinh học nè, người ta so sánh giữa thằng Panadol với Tylenol. Tylenol là của Việt Nam mình đó ha. Đấy thì đó, thì ví dụ như thằng màu xanh là Tylenol, thằng màu hồng này là của Panadol. Panadol thì đây là một cái biệt dược có tiếng ở thị trường từ lâu rồi ha. Lấy so sánh ở gần như là trùng với nhau ha. Đấy, trùng hết trơn trọi hoặc là cái thông số này chúng ta thấy như vậy ha. Đấy, ví dụ như là cái anh mà có cái tam giác mà đặt với là anh tam giác rỗng này, ha, gần như trùng với nhau thì xem như hai anh này là tương đương với nhau rồi. Nhưng mà có anh này nè, chúng ta thấy nè, anh này thì nằm thấp lè tè dưới đây, còn anh này ở trên này ha. Đấy, vậy thì hai anh này á, nếu như chúng ta so theo cái này nè, IUC Tmax Cmax nè, đúng không? IUC là diện tích dưới đường cong đó, hay là Tmax nè đó. Cmax nè, đó thì chắc chắn là hai này không tương đương với nhau rồi, hai này không tương đương với nhau rồi. Bây giờ nó nằm ngoài khoảng 80 cho tới 125%. Tuy nhiên á, một số thuốc á, mà nó khó trong cái việc mà so sánh quá ha, thì hoặc là nó không có đến nỗi mà khó khăn. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta thấy là cái anh này nè, ảnh có cái ảnh có hiệu lực không, ảnh có hiệu lực không? Nhìn trong ngoài anh thấy có hiệu lực không? Đây là cái từ khoảng này tới khoảng này đó chính là cái cửa sổ trị liệu nè. Hay, có hiệu lực không? Rõ ràng là thấy có đúng không? Là bởi vì nồng độ thuốc nó phân bố được ở trong cái vùng này và kéo dài khoảng thời gian mà. Chỉ có khác một cái là gì? Anh này nè phát gọi là gì ta? Gọi là cái khởi phát tác động nhanh hơn thôi. Nhưng mà vì khởi phát tác động nhanh hơn thì đương nhiên ảnh mất tác dụng cũng nhanh hơn anh này, còn anh này thì chậm hơn chút nè, nhưng mà ảnh kéo dài hơn đó, ví dụ vậy. Nếu như vậy á, thì mình nói là giờ vô anh này ra trước nè, anh này ra sau đi, ví dụ như vậy, thì chúng ta nói là ô anh này nè không có tương đương với anh này, cho nên là anh này bị loại bỏ. Như vậy thì nó quá tội cho anh này đúng không, quá tội cho anh này đó. Cho nên là với những cái trường hợp mà không có quá quan trọng, ví dụ như cái cửa sổ trị liệu nó rộng như thế này, thì người ta có thể dù gì thôi bây giờ tính IUC được rồi, tính IUC được rồi, tính sinh sử dụng á được rồi. Còn Tmax Cmax thì chắc là cũng chưa cần thiết là bởi vì anh này bản thân này vẫn có tác dụng. Nhưng tôi đặt trường hợp nếu nha, cái đường màu đen đen đậm này nó nằm ở đây nè, nằm ở số 4 nè, tôi sử dụng là nó nằm ở số 4 nè. Đó. Thì có thể là IUC của anh này với anh này á, nó tương đương với nhau, nhưng thực tế là anh này Tmax Cmax thì không tương đương rồi ha. Mặc dù là IUC tương đương với nhau nhưng mà nó lại không có hiệu lực đúng không? Đó. Cho nên cái nãy tôi mới nói là cái việc mà người ta công nhận giữa hai cái này nó tương đương với nhau, có nghĩa là tương đương để chúng ta có thể thay đổi qua lại với nhau, thì mình còn phải coi lại cái khoản trị liệu nữa ha, cái khoản trị liệu đấy. Cái khoản trị liệu mà nó nằm đây mà anh nói là anh này IUC anh này tương đương với anh này sử dụng được là không đúng rồi ha. Thì lúc đó cái khoản này mà nó hẹp á, thì bắt buộc người ta phải áp dụng luôn cả ba cái thông số luôn ha. Đấy. Còn nếu khoản rộng á, thì thôi khỏi, thoải mái đi ha. Dù gì thì nồng độ nó cũng nằm trong đó, có thằng nhanh có thằng chậm chút thôi chứ không có gì hết nè. Đó thì quy định là quy định ha, nhưng mà có một số cái quy định mà giống như là chúng ta để tạo điều kiện cho mình, nói chung mình để tạo điều kiện cho nhiều nhà sản xuất tham gia, thì như vậy cái người dân người ta mới có cái thuốc rẻ để ta xài. Đương nhiên là ở đây tôi nó không phải nói là rẻ là không có chất lượng nha, đương nhiên là phải đảm bảo chất lượng đó. Vậy thôi ha. Đấy, để chúng ta xem như cái phần nội dung về hấp thu chúng ta kết thúc ở đây ha. Mình nghỉ trong khoảng 1 2 phút đi, nghỉ ngơi tại chỗ nha, đừng đi đâu hết nha.